Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 5, phẩm An Lạc Hạnh thứ 14. An Lạc Hạnh tức cũng là Bồ Tát Hạnh. Thân tâm của Bồ Tát đều ở nơi đạo Bồ Đề và thích hành Bồ Tát đạo. Ở trước phẩm Pháp Sư, phẩm Đề Bà Đạt Đa và phẩm Khuyên Trì đều rất quan trọng. Song phẩm này còn quan trọng hơn, làm sao để được an lạc? Phải ngồi tòa Như Lai, mặc y Như Lai, vào nhà Như Lai. Tu an lạc hạnh là con đường Bồ Tát phải đi qua. Kinh văn. Bấy giờ, Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát đó rất khó có được, vì kính thuận lời Phật dạy mà phát thệ nguyện lớn, ở trong đời ác hộ trì đọc tụng diễn nói kinh Pháp Hoa này. Giảng giải. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi là tiếng Phạn dịch là Diệu Đức hoặc là Diệu Cát. Vì Bồ Tát này ra đời thì có 10 điều cát tường. Ngài tu hạnh Bồ Tát thì chẳng nói dối, chẳng giết hại, chẳng trộm cắp, giữ giới rất cẩn thận. Lấy gì để chứng minh Ngài giữ giới chẳng trộm cắp? Một lần nọ, Ngài nói với các vị Bồ Tát khác rằng: Từ khi tôi phát tâm tu hành đến nay, tôi đều giữ giới trộm cắp, cho nên bây giờ chẳng có ai ăn cắp của tôi bất cứ những gì. Chẳng những chẳng có ai lấy đồ của tôi, mà dù tôi để vật quý giá ở giữa đường cũng chẳng ai đến lấy. Người nghe thì không tin, phải đưa ra bằng chứng thực tế chứng minh Ngài Văn Thù nói có thật chăng. Ngài Văn Thù đem một hạt châu quý giá để ở giữa ngã tư đường kỳ hạn 3 ngày để xem thử có ai đến lấy chăng. Nơi đó kẻ qua người lại tấp nập. Quả nhiên 3 ngày sau, hạt châu vẫn còn nguyên chỗ cũ. Các vị Bồ Tát mới tin Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuở xưa giữ giới trộm cắp thanh tịnh, cho nên đời nay chẳng có ai ăn cắp đồ của Ngài. Bồ Tát Văn Thù có đại trí huệ, từ khi Ngài bắt đầu hành Bồ Tát đạo đến nay, chuyên tu về Bát Nhã, Văn Tự Bát Nhã, Quán Chiếu Bát Nhã, Thật Tướng Bát Nhã, Ba Thứ Bát Nhã, cho nên được đại trí huệ. Thuở xưa khi Đức Phật Thích Ca chưa thành Phật, cũng từng theo Pháp Sư Diệu Quang học Phật. Pháp Sư Diệu Quang tức cũng là Bồ Tát Văn Thù. Do đó người tu hành thọ giới rồi phải giữ gìn giới luật. Nếu không giữ giới luật thì tương lai thành đạo quả cũng chẳng chân thật. Pháp Dương Tử, Phật là đấng Pháp Dương, là vua của các pháp. Bồ Tát là con của đấng Pháp Dương, tức là Pháp Dương Tử. Đại Bồ Tát Văn Thù nói với Phật rằng: Đức Thế Tôn, hiện tại các vị Bồ Tát đại thệ nguyện ở trước mặt Ngài rất khó có được. Các vị đó đều kính trọng thuận theo lời của Phật dạy mà phát thệ nguyện lớn, ở trong đời ác thực hành điều mà người khác làm không được, nhẫn những gì người khác nhẫn không được. Ở đời sau hộ trì đọc tụng diễn nói bộ kinh Pháp Hoa này. Hiện tại chúng ta đang giảng kinh Pháp Hoa, chắc chắn có vô số Bồ Tát đến hộ trì đạo tràng. Vì thuở xưa các ngài từng phát thệ nguyện muốn hộ trì bộ kinh này. Như Đức Đa Bảo Như Lai từng phát nguyện, phàm nơi nào có giảng nói kinh Pháp Hoa thì Ngài sẽ đến làm chứng minh. Kinh văn. Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát làm thế nào để diễn nói được kinh này? Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Nếu Đại Bồ Tát ở trong đời ác trược muốn nói kinh này thì phải an trụ vào bốn pháp. Một là an trụ vào nơi thực hành và nơi gần gũi của Bồ Tát thì có thể vì chúng sinh diễn nói kinh này. Giảng giải. Đức Thế Tôn, hết thảy Đại Bồ Tát muốn hoằng dương kinh này, trong đời vị lai đầy dẫy những chuyện ác, ai ai cũng tranh giành. Người tranh với người, nhà này tranh với nhà kia,
nước này tranh với nước nọ, thế giới này tranh với thế giới kia, thậm chí tinh cầu tranh với tinh cầu. Cho nên, loài người muốn di cư lên mặt trăng, người ở mặt trăng lại muốn xuống trái đất. Như ở trong đời ác này, làm sao có thể nói được kinh Pháp Hoa? Phật bảo Bồ Tát Văn Thù rằng, nếu có Đại Bồ Tát phát tâm hoằng dương kinh này, ở trong đời ác muốn nói kinh Pháp Hoa này, thì phải an trụ vào bốn pháp. Một là an trụ vào nơi Bồ Tát thực hành, an trụ vào 6 ba la mật hoặc 10 ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, phương tiện, nguyện, lực, trí và thân cận cảnh giới của Bồ Tát thì mới diễn nói được kinh này. Kinh văn: Văn Thù Sư Lợi. Thế nào gọi là nơi Đại Bồ Tát thực hành? Nếu Đại Bồ Tát trụ ở sức nhẫn nhục, nhu hòa, khéo thuận, chẳng thô bạo, tâm cũng chẳng kinh sợ. Hơn nữa, nơi các pháp vô sở hành, mà quán các pháp như thật tướng cũng chẳng hành, chẳng phân biệt, đó gọi là nơi Bồ Tát thực hành. Thế nào gọi là nơi Đại Bồ Tát gần gũi? Đại Bồ Tát chẳng gần gũi nhà vua, thái tử, đại thần, quan lớn. Giảng giải: Văn Thù Sư Lợi, thế nào là nơi Đại Bồ Tát thực hành? Nếu Bồ Tát tu hành pháp môn nhẫn nhục, trụ ở sức nhẫn nhục, hay nhu hòa khéo thuận, chẳng thô bạo. Thuở xưa, khi Đức Phật Thích Ca làm tiên nhân nhẫn nhục, thì bị vua Ca Lợi chặt đứt chân tay. Song Ngài chưa từng sinh một niệm sân hận, tức là thật sự trụ ở sức nhẫn nhục. Thực hành hạnh nhẫn nhục phải làm đến cảnh giới vô nhẫn, nhẫn mà chẳng chấp trước. Làm đến có cũng như không, thật cũng như hư mới gọi là thật nhẫn. Có người mắng bạn, nếu bạn chấp trước nhẫn nhịn họ mắng bạn, nếu bạn chấp trước nhẫn nhịn họ mắng chửi, thì đó là có sự chấp trước. Nếu không chấp trước, thì vốn chẳng có tâm niệm bị người mắng chửi, hoàn toàn chẳng có việc gì hết, mới gọi là thật nhẫn. Có người hỏi, tức là nhẫn mà không nhẫn, sao Phật Thích Ca lại nhớ? Ngài thuở xưa làm tiên nhân tu hành nhẫn nhục, thì bị vua Ca Lợi chặt tứ chi. Kỳ thật, Phật là nhớ mà không nhớ. Người bị người mắng chửi thì nổi lửa vô minh hay thiêu quỷ sạch rừng công đức. Đại Bồ Tát tu hành nhẫn nhục phải nhu hòa khéo thuận, chẳng thô bạo, đầy đủ định lực, chẳng có sự kinh hãi. Đại Bồ Tát nơi tất cả các pháp đều chẳng chấp trước, hành mà chẳng hành, hành sở vô sự, vì Ngài quán các pháp đều không. Một số người nghe tất cả các pháp không thì chẳng tu hành. Bồ Tát biết tất cả pháp không mà vào thật tướng, không hành, không phân biệt. Ở trên là nơi thực hành của Đại Bồ Tát. Thế nào là nơi gần gũi của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát chẳng cầu xin nơi nhà vua, thậm chí chẳng qua lại với thái tử, đại thần, quan lớn. Người tu hành chẳng chủ động phan duyên họ. Song nếu họ tự động đến chùa lễ Phật, thì bạn theo như pháp mà nói pháp. Song không thể bày cách dẫn dụ kẻ quyền quý đến chùa, nếu không thì cũng là phan duyên. Lục Tổ Huệ Năng nhiều lần được Võ Tắc Thiên thỉnh vào cung cúng dường, song Ngài đều từ chối. Tứ Tổ Đạo Tính cũng nhiều lần được vua Đường Thái Tông thỉnh vào cung, nhưng Ngài đều cự tuyệt. Đủ thấy các ngài giữ lời dạy bảo trong kinh Pháp Hoa chẳng phan duyên với kẻ quyền quý. Kinh văn: Chẳng gần gũi với các ngoại đạo, phạm chí, ni kiền tử và viết sách vở thế tục, đọc ngâm nga sách ngoại đạo, cùng Lộ Già Gia Đà, nghịch Lộ Già Gia Đà, cũng chẳng gần gũi những kẻ hung ác, diễu cợt, đánh đập lẫn nhau và na la thảy các thứ kịch biến hiện.
lại chẳng gần gũi hạng chiên đà la và kẻ nuôi heo dê gà chó, săn bắn chài lưới, các luật nghi ác. Những người như thế, hoặc khi họ đến thì vì họ nói pháp đừng mong cầu gì cả. Lại nữa, đừng gần gũi với những tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, cầu quả vị thanh văn, cũng chẳng thăm hỏi. Nếu ở trong phòng, hoặc đi kinh hành, hoặc ở trong giảng đường, thì không nên ở chung với họ. Nếu họ đến, thì tùy nghi nói pháp, đừng mong cầu gì cả. Giảng giải, Đại Bồ Tát tuyệt đối chẳng gần gũi với kẻ ngoại đạo phạm chí, người xuất gia ngoại đạo, ni kiền tử, là một trong 96 phái ngoại đạo, dịch là ly hệ, nghĩa là sẽ được giải thoát mà chưa được giải thoát. Viết sách vở thế tục, biên tiểu thuyết hoặc kịch hài thế tục khiến cho người sinh tâm dâm dục, ngâm nga sách ngoại đạo và lộ già gia đà, dịch là ác luận, luận dạy người làm ác như luận thầy phá trò, thường biểu hiện mình có kiến giải đặc biệt cao minh hơn học trò. Nghịch lộ và gia đà, luận trái nghịch thường lý, lý luận đệ tử phản thầy, cũng chẳng gần gũi các kẻ hung ác, giễu cợt, chẳng xem phim hoặc kịch đầy dẫy chuyện chém giết, đánh đập nhau, và na la, đại lực sĩ, vân vân. Các thứ kịch biến hiện, biểu diễn ma thuật, lại chẳng gần gũi hạng chiên đà la, một trong bốn giai cấp cũ Ấn Độ. 1. Bà La Môn. 2. Sát Đế Lợi. 3. Vệ Xá. 4. Chiên Đà La. Quan niệm giai cấp ở Ấn Độ rất nặng. Chiên Đà La là người địa vị thấp hèn, cũng chẳng gần gũi kẻ nuôi heo dê gà và kẻ săn bắn chài lưới. Các luật đi ác, mặc trang phục kỳ dị khiến cho người chú ý. Những người như thế, hoặc họ đến thì vì họ nói pháp, đừng có ý mong cầu hoặc tâm phan duyên. Lại chẳng gần gũi bốn chúng tiểu thừa, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, vân vân. Chẳng thăm hỏi họ vì hạnh môn và chí hướng khác nhau, hoặc ở trong phòng, hoặc đi kinh hành, hoặc ở trong giảng đường, thì đừng ở chung với họ. Nếu có người đến thì vì họ nói pháp chẳng mong cầu gì cả. Kinh văn. Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi, Đại Bồ Tát đối với người nữ, chẳng sinh ý niệm dâm dục, mà vì họ nói pháp, cũng đừng thích thấy. Nếu vào nhà người, thì chẳng nên nói chuyện cùng với gái nhỏ, gái trinh, gái quá. Cũng đừng gần gũi với năm hạng người bất nam để kích thân giao. Không nên một mình vào nhà người. Nếu có nhân duyên, phải một mình vào, thì phải một lòng niệm Phật. Nếu vì người nữ nói pháp thì không được hở răng cười, chẳng để ngực hở hang, cho đến vì pháp còn chẳng gần gũi, hà huống làm việc khác. Giảng giải, Đức Phật nói với Bồ Tát Văn Thù, Đại Bồ Tát đối với người nữ, không nên sinh ý niệm dâm dục, cũng đừng ưa thích thấy người nữ, vì thân người nữ bất tịnh. Nếu mắt thấy sắc đẹp tâm chẳng động, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay, có được định lực như thế thì miễn bàn. Nếu có nhân duyên đặc biệt đi vào nhà người, thì cũng đừng nói chuyện với gái nhỏ, gái trinh, gái quá ở một nơi. Cũng chẳng gần gũi với năm hạng người bất nam. 1. Sinh, tức là sinh ra chẳng có nam căn, đó là quả báo thuở xưa đồng tính luyến ái, có người tình mà chẳng có nam căn. 2. Kiện, tức là có nam căn mà bị cắt đi, hoặc bệnh lỡ lối cho đến thối nát, chẳng còn nam căn. 3. Đố, tức là thấy người nam sinh tâm đố kỵ, không thể nhân đạo, thấy người nữ sinh tâm đố kỵ, biến thành người nữ, cũng không thể nhân đạo. 4. Biến, tức là nam chẳng ra nam mà nữ chẳng ra nữ, nam với nam phát sinh đồng tính luyến ái, nữ với nữ phát sinh đồng tính luyến ái, hoặc hành dâm dục với người nam, hoặc hành dâm dục với người nữ,
cho nên bị quả báo không thể nhân đạo. 5. Bán, tức là nửa nguyệt nửa nam, nửa nguyệt là nữ. Năm hạng người này vì tư tưởng chẳng chánh đáng, cho nên sáu căn chẳng đủ, tuy muốn xuất gia cũng không được thu nhận. Người hành Bồ Tát đạo không nên kết thân với năm hạng người nói ở trên, vì tránh sự hiềm nghi người ta thấy, nên người xuất gia không thể vô cớ một mình đến nhà cư sĩ. Nếu có nhân duyên đặc biệt đến nhà người ta, thì phải một lòng niệm Phật như niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tốt nhất là hai người cùng đi. Nếu nói pháp cho người nữ nghe, thì đừng hở răng cười để tránh cho đối phương sinh tâm dâm dục, hoặc khiến cho mình khởi ý niệm chẳng trong sạch. Không hở ngực, cho đến vì người thuyết pháp cũng không nên gần gũi, hà huống là làm việc khác. Do đó, người tu Bồ Tát đạo phải tự mình kiểm điểm. Muốn được giới đức tròn sáng thì thân tâm tơ hào đừng ô nhiễm. Kinh văn: không nên thích nuôi đệ tử nhỏ tuổi, sa di nhỏ bé, cũng không nên cùng thầy, thường nên ngồi thiền ở nơi chỗ vắng, nên tu nhiếp tâm mình lại. Văn thù sư lợi, đó gọi là chỗ gần gũi ban đầu. Giảng giải: không nên thích nuôi đệ tử nhỏ tuổi, không thể thích thu nhận đệ tử nhỏ tuổi. Người tu Bồ Tát đạo không nên tham cầu đệ tử nhỏ tuổi để sai khiến. Nếu gặp nhân duyên đặc thù thì mới có thể thu nhận đệ tử nhỏ tuổi. Vì sao chẳng thu nhận đệ tử nhỏ tuổi? Vì sợ chúng còn thơ bé, chẳng chịu nghe lời. Song nếu gặp đệ tử nhỏ tuổi biết nghe lời thì có thể nhận làm đệ tử. Trong số đệ tử của tôi có mấy đứa cũng rất còn nhỏ, đã 12-13 tuổi, song chúng đều nghe lời dạy dỗ. Lúc tôi ở tại Đông Bắc bên Trung Quốc, tôi nghe nói có một cậu bé tên là Trịnh Đức, mới 5 tuổi mà hằng ngày lạy cha mẹ. Tôi nghe rồi sinh tâm hổ thẹn. Tôi 12 tuổi mới hằng ngày lạy cha lạy mẹ. Cậu bé đó mới 5 tuổi mà hiểu được lý lẽ, hằng ngày đảnh lễ cung kính cha mẹ. Do đó tôi muốn tìm cơ hội để gặp cho được cậu bé đó. Ngày nọ cơ duyên thành thục, cậu bé ở tại huyện Ngũ Thường, cách nhà tôi khoảng hơn 100 dặm đường. Lúc đó Trịnh Đức đã 12 tuổi. Do cậu ta chí hiếu với cha mẹ mà danh đồn xa gần, rất nhiều kẻ ngoại đạo muốn độ làm đệ tử. Song Trịnh Đức thường nói với ngoại đạo rằng cậu ta trước hết phải phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ là Phật sống trong nhà, cậu ta không thể bỏ gần cầu xa. Muốn làm xong bổn phận mới tu đạo, ngoại đạo biện luận chẳng qua được cậu ta, nên không thể được như nguyện. Ngày nọ tôi đến nhà cậu ta, cậu ta ở trong cửa sổ nhìn thấy tôi, bèn nói với mẹ của cậu ta rằng sư phụ của con đến rồi. Mẹ của cậu ta kinh ngạc hỏi: sư phụ nào của con đến? Cậu ta đáp: bây giờ con có sư phụ rồi. Lúc đó tôi mang trên lưng một túi vải đi vào cửa trước, cậu ta lập tức mời tôi vào nhà. Vào trong nhà, tôi và Trịnh Đức trò chuyện. Tôi hỏi cậu ta vì sao lại cha mẹ. Cậu ta nói chẳng biết lấy gì báo đáp ân dưỡng dục của cha mẹ, chỉ biết lại cha mẹ, hy vọng cha mẹ vui lòng để báo đáp phần nào công ơn của cha mẹ. Tôi hỏi cậu ta sao mới 5 tuổi mà đã hiểu việc hiếu thuận cha mẹ như thế. Trịnh Đức đáp lấy sự hiếu thuận cha mẹ làm việc vui. Tôi hỏi cha mẹ của cậu ta rằng đứa con này có từng làm cho ông bà buồn chăng? Ông bà đáp: vợ chồng chúng tôi cũng chẳng có đức hạnh gì, có thể tổ tiên có đạo đức cho nên có được con hiếu cháu hiền. Từ lời nói đó có thể thấy họ cũng là người tu dưỡng và chẳng tự khoe khoang có đức hạnh mà được người con hiếu thuận này. Lát sau tôi đang chuẩn bị đi về thì Trịnh Đức đem giày của tôi đi giấu, chẳng để tôi đi, muốn giữ tôi lại dùng bữa cơm. Lúc đó tôi chẳng có giày mang, đành yên lặng nhận lời. Ăn cơm xong, tôi hỏi Trịnh Đức
đáo để sư phụ phải thuận theo đệ tử hay là đệ tử thuận theo sư phụ? Trịnh Đức đáp: đương nhiên đệ tử phải nghe theo lời của sư phụ. Tôi bèn dạy cậu ta: sao con chưa được sự đồng ý của thầy thì đem đôi giày của thầy đi giấu, mà ép giữ thầy lại ăn cơm? Nếu con có ý giữ thầy lại dùng cơm thì nên cung kính thỉnh mời, chứ đừng dùng thủ đoạn cưỡng ép để giữ thầy lại. Trịnh Đức nghe rồi lập tức quỳ xuống sám hối. Đệ tử nhỏ tuổi mà hiểu biết sự lý như Trịnh Đức thì có thể thu nhận làm đệ tử. Sa di nhỏ bé gọi là khu ô sa di. Thời xưa trong chùa làm lúa, có chim quạ đến ăn lúa thóc thì sai chú tiểu sa di trách nhiệm đuổi quạ, cho nên gọi là khu ô sa di, tức chú tiểu sa di đuổi quạ. Tuổi khoảng từ 8 đến 13 tuổi. Sa di là tiếng Phạn, dịch là tức từ, tức là ngưng làm ác, từ là từ bi. Do đó có câu: đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành. Người có tâm tham thì toàn là chuyện ác, người có tâm sân thì thường nóng giận, người có tâm si thì cứ khởi vọng tưởng. Cho nên chẳng diệt trừ được tham sân si thì giới định huệ không thể hiện tiền. Thọ giới cụ túc rồi thì gọi là sa môn, dịch là cần tức, tức là siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Giới đối trị lòng tham, không thể tham mà không biết chán. Định đối trị tâm sân hận, huệ đối trị tâm ngu si. Nếu phan duyên tức là ngu si, không phan duyên tức là có trí huệ. Tâm người nào thanh tịnh thì thân giống như ở tại đạo tràng trước pháp của Đức Phật, tức là pháp hội Linh Sơn. Cho nên nói: một thời thanh tịnh, một thời Linh Sơn, thời thời thanh tịnh, thời thời Linh Sơn. Cũng đừng ưa thích cùng thầy, cũng đừng ưa thích với trẻ con cùng lại một thầy. Nếu đồng môn với trẻ con thì bạn phải chịu trách nhiệm chiếu cứ như tình huynh đệ, cho nên đừng ưa thích cùng một thầy. Song sư phụ thu nhận trẻ con làm đệ tử thì miễn bàn tới. Thường thích ngồi thiền, ngồi thiền sẽ sinh định, cho nên phải thường thích ngồi thiền. Tuy nhiên nói, ngồi thiền đến khi công phu tương ưng thì đi đứng nằm ngồi chẳng lìa khỏi thiền, như hình với bóng, tức có định lực. Song phải đừng chấp trước thì sẽ sinh định lực. Thiền tức là thiền na, dịch là tư duy tu, cũng gọi là tỉnh lự. Ngồi thiền hay sinh định, có định lực thì trừ được vọng tưởng. Ở nơi chỗ vắng, nếu công phu đến nhà thì dù ở đâu cũng có thể ngồi thiền, và đi đứng nằm ngồi cũng chẳng lìa thiền. Như chứng đạo ca của Ngài Vĩnh Gia có nói rằng: đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng động tĩnh thể an nhiên, trong mộng thấy rõ có sáu nẻo, giác rồi thảy đều không, chẳng có gì. Nếu chưa có định lực thì nên ở nơi chỗ vắng ngồi thiền, ở nơi A Lan Nhã, tức là nơi yên tĩnh. Tu nhiếp tâm. Chúng ta suốt ngày vọng tưởng lăng xăng, hôm nay nghĩ muốn đến châu Âu, ngày mai nghĩ muốn đi châu Á, ngày mốt nghĩ muốn đi đến châu Mỹ, cho rằng chẳng cần mua vé máy bay mà tâm đi du lịch thế giới, làm việc hết sức tiện nghi. Kỳ thật tốn hao xăng dầu trong tự tánh chẳng ít, tiêu hao trí huệ bát nhã không ít. Muốn tu nhiếp tâm mình thì trước hết phải khắc chế năm dục: sắc đẹp, âm thanh, hương thơm, vị ngon, ngủ nhiều. Trừ khử năm cái: tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối, hoài nghi. Năm cái là gì? Giải thích sơ lược như sau. 1. Tham dục. Nếu tham sắc, thanh, hương, vị, xúc, hoặc tham tài, sắc, danh, thực, thùy thì không nên. Nếu tham giới, định, huệ, tham ngồi thiền, tham thành Phật thì tốt,
tôi thường tham đệ tử hiếu thuận. Nếu ai tham cầu một vị thầy tốt để theo học Phật Pháp thì đó cũng là tham, song tham học thì được. 2. Sân hận, tức là nổi giận, ngàn ngày nhặt củi, một đốm lửa thiêu sạch. Do đó có câu, một đốm lửa nhỏ đốt sạch rừng công đức. 3. Hôn trầm, nếu mệt mỏi thì ngủ, song đừng có tham ngủ, ngủ quá nhiều thì đầu não hôn trầm, sẽ biến thành ngu si. 4. Trạo hối, sinh hoài nghi, đối với việc gì cũng sinh hoài nghi, chẳng tin. Điều năm việc, ăn, ngủ, thân, hơi thở, tâm. Điều ăn, đối với việc ăn uống phải hợp với trung đạo. Điều ngủ, thời gian ngủ phải có hạn, chẳng quá nhiều cũng chẳng quá ít. Điều thân, đừng khiến cho thân thể quá nhọc, song phải siêng năng làm việc phục vụ xã hội. Điều hơi thở chẳng nhanh chẳng chậm. Điều tâm, tâm phải đừng thâm trầm, đừng cất lên. Kinh văn. Lại nữa, Đại Bồ Tát quán tất cả các pháp không như thật tướng, không điên đảo, không lay động, không thối lùi, không chuyển, như hư không, chẳng có tự tánh. Tất cả ngôn ngữ đạo đoạn, không sanh, không xuất ly, không khởi, không tên, không tướng, thảy đều không, không lượng, không bờ, không ngại, không chướng, chỉ nhờ nhân duyên mà có. Từ điên đảo mà sinh ra, cho nên nói, thường thích quán pháp tướng như thế, đó gọi là chỗ gần gũi thứ hai của Đại Bồ Tát. Giảng giải, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, quán tất cả cảnh giới của 10 pháp giới đều không. 10 pháp giới chẳng lìa một tâm niệm, một tâm niệm sinh 10 pháp giới. 10 pháp giới bao quát 4 pháp giới của Bậc Thánh và 6 pháp giới của Phàm Phu. 1. Pháp giới của Phật, con người tự giác giác tha, giác hành viên mãn thì thành Phật. Mình khai ngộ minh bạch tất cả các pháp là tự giác, lại độ kẻ khác giác ngộ là giác tha. Tự giác, giác tha, giác hành viên mãn thì thành Phật. Do đó, ba giác tròn, vạn đức đầy. Phật là bậc đại giác ngộ, biết những gì mà người không biết, ngộ những gì mà người không ngộ. Tất cả người thế gian và xuất thế gian đều tôn sùng Phật. 2. Pháp giới của Bồ Tát. Bồ Tát phát nguyện tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, song giác hành chưa viên mãn, tu hành 6 độ vạn hạnh. 3. Pháp giới của duyên giác. Bậc duyên giác tu 12 nhân duyên mà ngộ đạo. 12 nhân duyên là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Duyên giác có 2. Khi có Phật ra đời, tu 12 nhân duyên mà ngộ đạo gọi là duyên giác. Khi không có Phật ra đời, tu trong rừng sâu núi thẳm, mùa xuân quán trăm hoa nở, mùa thu quán lá vàng rơi, cảm ngộ vạn vật vô thường mà chứng đạo quả gọi là độc giác. Vô minh tức là phiền não, cũng là ái tình giữa nam nữ. Có ái tình thì phát sinh hạnh bất tịnh, có hành thì sinh hạt giống, tức là thức. Có hạt giống thì thành thai, gọi là danh sắc. Có thai rồi sau sinh ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tức là lục nhập. Có lục nhập rồi thì sinh cảm giác, tức là xúc. Có cảm giác, tức có thọ dụng, tức là thọ. Có thọ dụng thì sinh tâm thương, tức là ái. Vì ái dục mà giữ làm của mình có, tức là hữu.
hữu rồi, sau đó có sinh ra đời sau, có sinh thì có tử, đây là cửa lưu chuyển. Bậc duyên giác quán 12 nhân duyên đạo lý đến chỗ cứu kính giác ngộ. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh diệt, sinh diệt thì lão tử diệt. Đây là cửa hoàng diệt. Duyên giác Bồ Tát là ban đầu phát tâm Bồ Tát. 4. Pháp giới của thanh văn. Thanh văn tu khổ tập diệt đạo bốn đế mà ngộ đạo. Khổ có 3 thứ khổ, 8 thứ khổ, vô lượng thứ khổ. 3 thứ khổ là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Khổ khổ là khổ trong sự khổ, tức là nghèo lại thêm khốn khổ. Đã nghèo sơ nghèo xác, lại gặp đủ thứ hoạn nạn, khổ lại thêm khổ. Người giàu sang chẳng có khổ khổ, song tránh không khỏi hoại khổ, bị kẻ ác đốt nhà hoặc tán gia bại sản, đó là hoại khổ. Từ kẻ nghèo cho đến kẻ giàu cũng không tránh khỏi hành khổ. Hành khổ là từ nhỏ lớn lên rồi già nua, niệm niệm thay đổi, thân thể từ mạnh khỏe đến lúc suy tàn. 8 thứ khổ là sinh, già, bệnh, chết, khổ về ái biệt ly, khổ về quán tấn hội, khổ về cầu bất đắc, khổ về năm ấm xí thạnh. Đời người ở đời đã làm việc khổ, đến già, bệnh, chết lại càng khổ. Ngoài ra còn có vô lượng thứ khổ. Bậc thanh văn tu pháp bốn đế, thứ nhất là biết khổ, thứ hai là đoạn tập, tập tức là các thứ phiền não, thứ ba là mộ diệt, diệt tức là tịch diệt, chứng được niết bàn. Thứ tư là tu đạo, đạo thì phải tu. Lần đầu tiên Đức Phật chuyển bánh xe pháp nói về pháp tứ diệu đế, độ 5 vị tỳ kheo, khiến cho họ khai ngộ như vừa nói ở trên. Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn là 4 pháp giới của Bậc Thánh. Sau pháp giới của Phàm Phu là trời, người, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. 5. Pháp giới của trời. Trong 6 pháp giới của Phàm Phu thì trời là cao nhất. Người không hiểu Phật Pháp thì lầm rằng sinh về trời là cảnh giới khoái lạc nhất. Kỳ thật, trời cũng thuộc về pháp giới Phàm Phu mà thôi, chưa thể vượt ra khỏi 6 nẻo luân hồi. Tuổi thọ của cõi trời phi phi tưởng xứ là 8 dạng đại kiếp. Hết tuổi thọ vẫn đọa vào nhân gian, nghiệp thiện thành thục thì sinh vào đường lành, nghiệp ác thành thục thì sinh vào đường ác. 6. Pháp giới A-tu-la. A-tu-la là tiếng Phạn, dịch là vô đoan chánh, còn gọi là vô tử. Nam A-tu-la thì xấu xí, còn nữ A-tu-la thì xinh đẹp. Phàm là A-tu-la đều thích đấu tranh. Trời, người, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục đều có A-tu-la. Cho nên trời, người, A-tu-la gọi là 3 đường lành. Súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục là 3 đường ác. 7. Pháp giới của loài người. Trong loài người có những tầng lớp khác nhau. Trên hoàng đế công hầu, dưới đến dân nghèo ăn mày, phân ra sự giàu sang, nghèo cùng tốt xấu đều là nhân quả luân hồi chiêu cảm. Do đó, nhân thế nào thì quả thế ấy, nhân quả báo ứng tơ hào chẳng sai. 8. Pháp giới súc sinh. Vì ngu si cho nên bị người chi phối. 9. Pháp giới ngạ quỷ. Tâm sân quá nặng, thích nóng giận. 10. Pháp giới địa ngục. Vì tâm tham, tham mà chẳng biết chán. 10 pháp giới chẳng lìa một tâm niệm. Nếu thường sinh tham sân si thì sẽ đọa vào 3 đường ác. Nếu tu 4 diệu đế thì chuyển sinh thanh văn. Tu 12 pháp nhân duyên thì chuyển sinh duyên giác. Phát bồ đề tâm
tu sáu độ vạn hạnh thì tương lai sẽ thành Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm có câu rằng: nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, hãy quán tánh pháp giới hết thảy do tâm tạo. Tất cả đều do tâm sinh ra. Chữ tâm còn có bài kệ rằng: ba chấm bày như sau, uống công tợ trăng non, đội long từ đây ra, làm Phật cũng do nó. Do đó, mười pháp giới chẳng lìa một tâm niệm hiện tiền. Tâm ở tại Phật quả thì tương lai sẽ thành Phật. Tâm hướng về địa ngục thì sẽ đọa địa ngục, có thể thấy quả báo ứng nghiệm chẳng sai. Tất cả tướng vốn là vô tướng, Bồ Tát quán mười pháp giới đều không. Từ trong chân không mà sinh diệu hữu, diệu hữu phi hữu, chẳng ngại chân không. Chân không bất không, chẳng ngại diệu hữu. Chân không là tên khác của thật tướng. Thật tướng là ngoài chẳng tham, trong vô sở cầu, trong ngoài đều không. Trong chẳng có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ngoài chẳng có sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ở giữa chẳng có sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức, ý thức. Quán sáu căn, sáu trần và sáu thức đều không. 12 xứ và 18 giới đều không. Vậy thì tất cả pháp không, phải chăng một cũng chẳng có? Chẳng phải, mà là không vào thật tướng, cho nên diệu không thể tả. Ai thường tham thiền đã tọa thì sẽ vào thật tướng. Đến lúc bên trong chẳng có sáu căn, bên ngoài chẳng có sáu trần, ở giữa chẳng có sáu thức, 18 giới đều không. Chúng sinh luân hồi ở trong sáu nẻo, một khi không cẩn thận mà sai nhân quả thì dễ đọa lạc, thậm chí đọa thành dòi trong phân. Đừng cười chê dòi sống ở trong phân là dơ giấy. Kỳ thật, ở trong bụng người cũng đầy dãy phân cứt. Trong túi da bao bọc vô lượng tế bào, vi khuẩn mà không biết. Cho nên nói, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, trong thân thể chẳng biết bao nhiêu là vi khuẩn, vi sinh vật. Nếu bạn độ chẳng được chúng thì chúng sẽ độ bạn. Đừng tự làm thông minh, cho rằng giết những vi khuẩn đó là phạm giới. Tôi có một đệ tử, trước khi thọ giới Bồ Tát bèn hỏi tôi: mỗi ngày anh ta lái xe đi đường cán chết trùng kiến có phạm giới không? Khi lái xe có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vì trong sự vô ý hồi hướng cho trùng kiến bị cán chết, vô ý sát sinh thì chẳng phạm giới. Trước kia có một anh quân nhân, ban đầu gặp Phật Pháp bèn quy y Tam Bảo, về sau xuất gia hiệu là Hoằng Khuê, thọ giới tại chùa Nam Hoa. Anh ta rất lanh lợi, về sau anh ta đến Hương Cảng, vì sống quen ở trong quân đội cho nên không chịu được đời sống thanh khổ. Ở tại Hương Cảng Tân Giới núi Đạo Phong có một tổ chức của Cơ Đốc giáo, chuyên môn xúi người xuất gia hoàn tục và còn cho người xuất gia ăn ở và tiền xài. Nếu người xuất gia muốn kết hôn thì họ sẽ lo hết. Hoằng Khuê ở núi Đạo Phong làm nấu bếp, một tháng lãnh 300 đồng. Khi làm bếp thì giết gà giết vịt, ông ta tự mình an ủi, vừa giết vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lâu dần anh ta loạn thần kinh. Về sau dọn về ở tại Đông Phủ Đà, nhiều lần muốn gặp tôi mà chẳng được. Nửa năm sau ông ta tự tử mà chết. Bạn nói anh ta cứu kính là Đại Bồ Tát quá thân, dùng thân phạm giới hiển bày quả báo để cảnh tỉnh người xuất gia đừng sát sinh chăng? Hay là tâm đạo xuất gia chẳng kiên cố mà sinh tâm thối chuyển hoàn tục? Ngoài tâm học Phật Pháp kiên cố ra, còn phải giữ cho lâu bền, lâu năm, nhiều tháng, siêng học Phật Pháp. Người không học Phật Pháp, đến khi lâm chung thì chẳng tự chủ được. Còn người tinh tấn học Phật Pháp thì tự biết giờ đi, chẳng bệnh mà qua đời. Tôi có một đệ tử tên là Lý Vũ Siêu. Sau khi quy y tôi rồi, phát nguyện hy vọng sẽ phát tài. Phát tài rồi xây dựng bệnh viện Phật giáo,
lại thường nhờ tôi xem bói tướng mạng cho anh ta. Tôi nhiều lần từ chối, anh ta vẫn không chừa. Một ngày nọ, anh ta chuẩn bị đi New York, New York. Trước khi đi, lại đến nhờ tôi coi vận mạng. Tôi ân cần nói với anh ta: lần này anh đi New York, không thể nhờ người xuất gia coi vận mạng. Coi tướng bớ quẻ là thuộc về một trong năm thứ tà mạng. Người tu đạo chân chánh không thể làm chuyện đoán xăm bói quẻ. Cho nên nếu anh nhờ người xuất gia coi bói, tức là làm bẩn phẩm hạnh của người xuất gia. Từ đó về sau, anh ta không dám nhờ xem nữa. Anh ta lại hỏi sao phát nguyện cầu tài mà không được mãn nguyện. Tôi nói đi học cũng phải từ tiểu học lên trung học, rồi lên đại học. Trải qua thời gian dài dụng công mới được tốt nghiệp đại học. Vậy có lẽ nào không nhọc sức mà được chăng? Phát nguyện phải có tâm lâu dài, tài bồi phước huệ, đời đời kiếp kiếp tiếp tục nguyện lực của mình, không thể hữu thủy vô chung. Học tập Phật Pháp còn phải có tâm thành. Bất cứ ai phá hoại, khêu chọc ly gián cũng phải bền chí không đổi, dù xả thân mạng cũng phải hộ trì. Thuở xưa, Đức Phật bố thí xả bỏ 1.000 thân mạng vì thương xót chúng sinh, chẳng tiếc xả thân cứu cọp đói, lóc thịt cho chim ưng. Như thật tướng, không điên đảo, tức là giữ trung đạo. Như, tức là chẳng rơi vào không, chẳng rơi vào có. Không, giả, trung, ba đế như một. Không tức giả, giả tức trung. Một giả thì tất cả đều giả. Một không thì tất cả đều không. Một trung thì tất cả đều trung. Ba đế như một là như. Thật tức chẳng phải bảy phương tiện. Bảy phương tiện tức bảy hiềm vị của tiểu thừa, vượt qua quả vị của bảy phương tiện, tức là như thật tướng. Không điên đảo, phàm phu có 4 thứ đảo. Chẳng phải thường mà cho là thường. Chẳng phải vui mà cho là vui. Chẳng phải ngã mà cho là ngã. Chẳng phải tịnh mà cho là tịnh. Điên đảo của hàng vị thừa, thường cho là vô thường, vui cho là khổ, ngã cho là chẳng phải ngã, tịnh cho là chẳng phải tịnh. Ở trên là điên đảo của hàng vị thừa. Bồ Tát cũng có điên đảo, chỉ có Phật là bậc đại giác. Cho nên, chính pháp giới chúng sinh đều sinh tồn ở trong điên đảo, niệm niệm thay đổi, có lúc cảm thấy tốt, có khi cảm thấy chẳng tốt. Kỳ thật, chẳng có phân chia tốt và không tốt, tất cả đều từ nghĩ điên đảo mà ra. Nếu hay giữ trung đạo thì chẳng điên đảo. Học tập Phật Pháp tức là muốn không điên đảo. Chẳng học tập Phật Pháp thì điên đảo. Giữ quy củ thì chẳng điên đảo. Không giữ quy củ là điên đảo. Chúng ta nên tự phản tỉnh. Nếu làm những chuyện điên đảo thì hãy mau sửa đổi. Bất động là định, chẳng sợ gì. Ngồi thiền mà được như như bất động thì chẳng bị cảnh giới chuyển. Ngồi thiền thì dù gặp cọp cũng chẳng sinh tâm sợ sệt, gác việc sinh tử ra ngoài, xem sinh tử nhất như. Có người nói tôi chẳng sợ chết, cho nên chẳng cần học Phật Pháp để dứt sinh tử. Mà tôi thì chẳng sợ sinh tử, cho nên chẳng cần học Phật Pháp. Bạn không sợ sinh tử, chẳng học Phật Pháp, sinh tử chẳng dứt, cho nên chẳng bao giờ chấm dứt được. Khi ngồi thiền, chẳng vì sinh tử làm lay động, tức là định lực. Sinh tử có 2 thứ: phần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử. Phần đoạn sinh tử là chỉ cho phàm phu mà nói. Phàm phu mỗi người đều có phần thân và một đoạn mạng sống, cho nên gọi là phần đoạn. Hàng nhị thừa chứng quả A-la-hán rồi thì chấm dứt phần đoạn sinh tử, song vẫn còn biến dịch sinh tử, tức là vọng tưởng niệm niệm di tế khởi lên chưa đoạn sạch. Phần đoạn là sinh tử trong 3 cõi, biến dịch là sinh tử ngoài 3 cõi. A-la-hán đã dứt phần đoạn sinh tử, Bồ-Tát đã dứt biến dịch sinh tử.
không thối, trí bi chẳng thối chuyển, thân tâm tịch diệt, chẳng có vọng tưởng, cho nên có đại trí đại huệ, tức cũng là liễu tính bình đẳng, chẳng sinh thối lùi. Không chuyển, chẳng thọ luân hồi sở chuyển, chẳng lưu chuyển ở trong sinh tử của phàm phu, cũng chẳng ở trong nhị thừa chuyển phàm làm thánh. Như hư không, giống như hư không, Kinh Hoa Nghiêm có nói, nếu ai muốn biết cảnh giới của Phật, hãy tịnh ý mình như hư không. Chẳng có một vật gì tức là hư không. Hết thảy mọi vật đều bị hư không bao hàm. Như hư không là đại biểu cho danh từ. Tuy có danh từ, song chẳng có tự tánh. Đừng có đầu lại thêm đầu, đi khắp nơi tìm hư không. Chẳng có tự tánh, chẳng có tha tánh, chẳng có cộng tánh, chẳng có nhân tánh, cũng chẳng có quả tánh. Tất cả đều không, ngôn ngữ, đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Do đó có câu, miệng muốn nói mà lời đã hết, tâm muốn duyên mà suy nghĩ chẳng còn nữa. Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Do đó, tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, hãy quán chiếu như thế. Nếu hay ly ngôn tứ cú, tuyệt bách phi, thì vào được cảnh không thể nghĩ bàn, diệu không thể tả. Minh bạch chỗ diệu bên trong, tức là minh bạch kinh diệu pháp Liên Hoa. Nếu chẳng minh bạch chỗ diệu bên trong, thì đối với chỗ diệu của kinh này, tâm không thể lãnh hội được. Trong số các vị, có những người dụng công, có những người cứ khởi vọng tưởng. Người khởi vọng tưởng thì hãy thu nhiếp thân tâm, chế tâm lại một chỗ. Mùa đông năm nay sẽ mở khóa thiền 100 ngày, mỗi ngày phải ngồi 21 tiếng, chạy hương, ngồi hương, chẳng nghỉ ngơi. Ai không sợ khổ thì hãy đăng ký ghi tên cho sớm. Không sinh, chẳng sinh vô minh, chẳng sinh trí huệ, tức chẳng sinh vô minh, cũng chẳng sinh trí huệ, tức làm vào cảnh giới, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Chẳng có vô minh, chẳng có trí huệ, là bổn lai tự tánh đại quang minh tạng, cho nên chẳng có chỗ phá, cũng chẳng có chỗ năng phá. Đó là lý thể, không sinh. Trong cảnh giới này, hành, vị, nhân, quả, thảy đều chẳng sinh. Không xuất, tức là không nhập, chẳng xuất chẳng nhập, chẳng ra chẳng vào. Bổn thể của Như Lai tu là đạt đến chỗ cứu kính, cho nên chẳng xuất chẳng nhập, chẳng có vô minh, cũng chẳng có trí huệ đáng nói. Không khởi, chứng được lý thể như thế thì khiến cho tất cả phương tiện quyền pháp đều vắng lặng. Không tên, chẳng có một tên gọi để đại biểu đạo lý này. Từ không điên đảo đến không khởi, chẳng có một cái tên nào để gọi đó là tánh không. Không tướng, chẳng có bất cứ tướng nào có thể làm cho nó biểu hiện ra. Từ điên đảo đến chẳng khởi, chẳng có bất cứ hình tướng nào có thể hình dung, đó là tướng không. Thảy đều chẳng có, quán thể khen ngợi trung đạo, chẳng rơi vào không, chẳng rơi vào có, chẳng có một vật. Vô lượng, tức là pháp vô số lượng. Pháp có số lượng như là năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, sáu căn, sáu trần, hợp lại gọi là 12 nhập, còn gọi là 12 xứ. Thêm vào sáu thức là 18 giới. Ở trên đây đều là pháp có số một. Quán trung đạo là vô số lượng, tức là toàn số một, là không thiếu không thừa. Vô biên, không bờ không bến. Tất cả các pháp trong tiểu thừa đều có nhất định, cho nên có biên tế, chẳng có pháp nhất định mới là vô bờ vô bến. Vô ngại, trung đạo quán trí vào khắp tất cả các pháp mà chẳng có chướng ngại. Không chướng, chẳng có một pháp nào có thể che đậy chướng ngại trung đạo quán trí. Quán tất cả pháp đến không chướng. Đoạn văn gồm 19 câu. Quán tất cả pháp là nêu lên tổng quát. 18 câu sau là phân biệt giải thích thêm. Đạo lý bên trong là vô cùng vô tận.
giảng kinh chỉ là lược thuật đại khái mà thôi. Quán tất cả pháp không, 18 câu kinh văn sau có thể y chiếu 18 cái không của kinh Đại Bát Nhã để giải thích, lại có thể dùng tất cả pháp để giải thích. Tất cả pháp như thật tướng, tất cả pháp không điên đảo, tất cả pháp bất động, tất cả pháp không thối lùi, tất cả pháp không chuyển, tất cả pháp như hư không, tất cả pháp vô sở hữu, tất cả pháp ngưỡng ngôn đạo đoạn, tất cả pháp không sinh, tất cả pháp không xuất, tất cả pháp không khởi, tất cả pháp không tên, tất cả pháp không tướng, tất cả pháp thật vô sở hữu, tất cả pháp vô lượng, tất cả pháp vô biên, tất cả pháp không ngại, tất cả pháp không chướng. Dùng 18 cái không để giải thích, như thật tướng là không thứ nhất, không điên đảo là nội không. Nội không, bên trong, không có sáu nhập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều không, cho đến vô ngã. Không có ngã chấp là bất động, bất động là ngoại không, bên ngoài, chẳng có sáu trần, không bị sáu trần làm dao động. Không thối lùi là nội ngoại không, chẳng thối chuyển làm phàm phu, chẳng thối chuyển làm hàng nhị thừa. Không chuyển là không không, không hay phá tất cả pháp, tức chẳng có ngã chấp, chấp cái ta, chẳng có pháp chấp, tức là pháp không. Quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, cho nên không chuyển. Như hư không, trong kinh Bát Nhã chuyên nói về lý không. Ngài Tu Bồ Đề khéo nói về không. Trong hàng đệ tử của Đức Phật, Ngài là bậc nhất về giải không, cho nên Ngài tên là không sinh. Tuy tên là không sinh, song cũng chẳng không sinh. Sao lại nói là chẳng không sinh? Có Tu Bồ Đề rồi, cho nên nói không sinh lại chẳng không sinh. Tu Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch là không sinh. Vì sao được tên như vậy? Đó là vì khi Ngài sinh ra thì kho của báu trong nhà vô duyên vô cớ đột nhiên biến thành không, biến mất hết. Cho nên cha mẹ của Ngài đặt tên cho Ngài là không sinh. Cha mẹ của Ngài thấy kho tàng châu báu trong nhà vô cớ mất đi, bèn đi bói quẻ thì nói rằng là điềm cát tường, nhà sinh được quý tử, cho nên Ngài Tu Bồ Đề còn có tên là Thiện Cát. 7 ngày sau, kho báu trong nhà lại hiện ra như cũ, lại được tên là Thiện Hiện. Tại sao ngày Ngài Tu Bồ Đề ra đời thì của báu trong nhà đều không, biến mất hết? Vì Ngài đời đời kiếp kiếp nghiên cứu về lý không, cho nên khi Ngài ra đời là biểu hiện Bát Nhã không, như hư không, là thái không, vô sở hữu tánh, tức là tất kính không. Có bài kệ rằng: Như Lai thanh lương nguyệt, thường du tất kính không, chúng sinh tâm thủy tịnh, Bồ đề ảnh hiện trung. Nghĩa là Như Lai như mặt trăng mát mẻ, thường lơ lửng trên bầu trời, tâm nước chúng sinh tịnh, ảnh Bồ đề hiện ra. Các pháp bổn thể chẳng thiếu chẳng dư, cho nên gọi là tất kính không. Nhờ tất kính không cho nên chẳng có tự tánh vậy. Tất cả ngữ ngôn đạo đoạn, tất cả đều không, chẳng có ngôn ngữ để luận bàn. Không sinh là hữu vi không, pháp hữu vi do nhân duyên hòa hợp mà sinh, không hòa hợp thì không sinh, cho nên gọi là hữu vi không. Không xuất là vô di không, vô di vô khởi diệt, chẳng thật như không qua. Vô di tức là xuất ly, xuất ly tất cả pháp, xuất ly đã không, cho nên không xuất. Không khởi là vô thủy không. Trong kinh Đại Bát Nhã có đề cập đến vô thủy không. Vì khai thủy bất khả đắc, cho nên gọi là vô thủy không. Không tên là tánh không, không tướng là tướng không. Không tên không tướng cũng có thể giải thích là thật vô sở hữu, chẳng có gì cả. Thật vô sở hữu là chẳng thể được không. Vô lượng là có pháp không. Có lượng tức có pháp, có lượng không tức có pháp không. Vô biên là chẳng có pháp không,
pháp là biên, chẳng có pháp tức vô biên. Không ngại là hữu pháp vô pháp không, hữu pháp không không, đều rõ bất khả đắc, cho nên là vô ngại. Không chướng tức giáo không, phương ngại giá chướng đều bất khả đắc, cho nên không chướng. Ở trên là 18 cái không. Phật thường tu 18 cái không này. Trong kinh Pháp Hoa có đề cập đến 18 câu, mới y chiếu 18 câu này mà nói. Ở trên nói về tất cả pháp không là tổng tướng, như thật tướng đến không tướng. 18 câu là biệt tướng, tất cả tướng nhờ nhân duyên có, từ điên đảo sinh, cho nên thường thích quán các thứ pháp tướng ở trên, xem tất cả đều không. Đây là nơi gần gũi thứ hai của Đại Bồ Tát. Kinh văn. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Nếu có Bồ Tát ở đời ác sao tâm chẳng sợ hãi, muốn nói kinh này nên vào hành xứ và thân cận xứ. Giảng giải. Lúc đó Phật muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói ra bài kệ: Nếu có Bồ Tát phát tâm Đại Bồ Đề, ở trong đời ác tương lai chẳng có tâm sợ hãi, muốn nói kinh Pháp Hoa thì nên vào nơi an lạc sở hành của thân và nơi thân cận. Kinh văn. Thường lìa quốc vương và các vương tử, đại thần quan lớn, kẻ ác chế diễu và chiên đà la, ngoại đạo phạm chí cũng chẳng gần gũi, kẻ tăng thượng mạng, tham trước tiểu thừa, người học tam tạng, tỳ kheo phá giới, xưng là La Hán và tỳ kheo ni, kẻ thích giỡn cười, chấp sâu năm dục, cầu được diệt độ, các cư sĩ nữ, đều chớ gần gũi. Giảng giải. Người tu hành tu Bồ Tát Đạo nên xa lìa quốc vương, vương tử, đại thần, quan lớn, kẻ hung ác chế diễu, kẻ đồ tể heo bò và tất cả người tu ngoại đạo và bà la môn. Cũng đừng gần gũi với kẻ tăng thượng mạng, tham trước tiểu thừa, chẳng phát tâm đại thừa và học giả tu tam tạng. Tỳ kheo chẳng giữ giới luật hoặc mạo xưng là A-la-hán. Cũng đừng gần gũi tỳ kheo phá giới, kẻ thích đùa giỡn nói cười, vì họ đều chấp sâu vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, hoặc tài, sắc, danh, thực, thùy, năm dục. Cầu hiện đời được diệt độ, hàng cư sĩ nữ cũng chớ gần gũi. Kinh văn. Nếu những người đó dùng tâm cầu đạo, đến chỗ Bồ Tát, vì nghe Phật đạo, Bồ Tát bèn dùng tâm không sợ hãi, chẳng mong cầu gì vì họ nói pháp. Giảng giải. Nếu những người đó dùng tâm cầu đạo đến chỗ Bồ Tát tu đạo, muốn cầu Phật pháp, Bồ Tát này bèn dùng tâm không sợ hãi, chẳng ôm lòng mong cầu gì hết, chẳng tham xí đồ cúng dường mà vì họ nói pháp. Kinh văn. Gái quá gái trinh và người bất nam đều chớ gần gũi để kết thân giao, cũng đừng gần gũi đồ tể hàng thịt, thợ săn chài lưới vì lợi giết hại, bán thịt tự sống hoặc buôn gái đẹp, những người như thế chớ nên gần gũi. Giảng giải. Gái quá tức là đàn bà đã mất chồng, gái trinh là gái chưa lấy chồng, bất nam là sinh, kiện, kỵ, biến, bán, năm loại bất nam. Những người như thế đều chớ nên gần gũi kết thân với họ.
cũng đừng gần gũi người đồ tể giết heo bò và kẻ bán thịt, thợ săn chài lưới, vì kiếm lợi mà giết hại chúng sinh. Người mua bán các loại thịt để sống hoặc người mưu sinh buôn cái đẹp, những người như thế đều chớ nên gần gũi. Kinh văn: hung ác đánh nhau, đủ thứ đùa giỡn, các dâm nữ thảy đều chớ gần gũi. Đừng ở chỗ vắng, vì nữ nói pháp, nếu khi nói pháp không được giỡn cười. Vào xóm khất thực, dắt một tỳ kheo, nếu không tỳ kheo, một lòng niệm Phật, đó tức gọi là hành xứ cận xứ. Dùng hai nơi này an vui nói pháp. Giảng giải: hung ác đánh đập tức là người học tập võ thuật, đủ thứ sự đùa giỡn và người mua bán sắc đẹp đều chớ gần gũi. Chớ ở nơi đơn độc vắng vẻ vì người nữ nói pháp. Nếu muốn nói pháp thì không được cười giỡn. Vào trong xóm khất thực phải dắt theo một thầy tỳ kheo cùng đi. Nếu không có tỳ kheo cùng đi thì hãy đoan nhiên cung kính một lòng niệm Phật như Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trên là nơi thực hành và nơi gần gũi của người tu hành Bồ Tát Đạo. Nhờ hai nơi này mà an vui vì đại chúng nói pháp. Kinh văn: lại nữa chẳng tu, pháp thượng trung hạ, hữu vi vô vi, pháp thật chẳng thật, cũng chẳng phân biệt người nam người nữ, chẳng đắc các pháp, chẳng biết chẳng thấy. Đó tức gọi là chỗ Bồ Tát tu. Tất cả các pháp hết thảy đều không, chẳng có thường trụ, cũng chẳng khởi diệt. Đó gọi bậc trí, chỗ nên gần gũi, điên đảo phân biệt các pháp có không, là thật chẳng thật, là sinh chẳng sinh. Ở nơi chỗ vắng, tu nhiếp tâm mình, an trụ chẳng động, như núi tu di, quán tất cả pháp, hết thảy đều không. Giống như hư không, nên chẳng kiên cố, không sinh không xuất, không động không lùi, thường trụ một tướng, đó gọi cận xứ. Giảng giải: người tu hành Bồ Tát Đạo chẳng tu hành pháp thượng trung hạ. Pháp thượng là Bồ Tát Thừa, trung pháp là Duyên Giác Thừa, hạ pháp là Thanh Văn Thừa. Pháp hữu vi và pháp vô vi, pháp thật, pháp chẳng thật đều không thể tu hành. Cũng chẳng phân biệt là nam hay nữ. Nam tức huệ, nữ tức định, định huệ như một, cho nên đừng có phân biệt. Vì vô trí cũng vô đắc, cho nên chẳng đắc các pháp, càng không biết không thấy tất cả các pháp. Đó gọi là chỗ thực hành của Bồ Tát. Tất cả các pháp hết thảy đều không, chẳng có thường trụ, tức không thường trụ, tức chẳng chấp trước. Không chấp trước thì được giải thoát. Quán tất cả các pháp không sinh không diệt, đó gọi bậc trí, chỗ nên gần gũi. Đừng điên đảo thêm vào sự phân biệt có không của các pháp. Đây là pháp thật, kia là pháp giả. Đây là có sinh, kia là chẳng sinh. Nên ở chỗ vắng vẻ tu nhiếp tâm mình, an trụ bất động, đứng vững bất động như núi tu di. Yên lặng quán tất cả các pháp đều chẳng có, giống như hư không, chẳng có tự thể, cho nên chẳng kiên cố. Không sinh không xuất, không động không lùi, thường trụ một tướng, thường trụ ở tướng chẳng có chẳng không, đó gọi là chỗ tu hành của Bồ Tát. Kinh văn: nếu có tỳ kheo, sao ta diệt độ, vào hành xứ này, khi nói kinh này, chẳng có sợ hãi. Bồ Tát có khi vào nơi yên tĩnh, nhớ nghĩ chân chánh, theo nghĩa quán pháp, từ thiền định dậy,
vì các quốc vương, vương tử thần dân, bà la môn thảy, khai thị diễn nói, kinh Pháp Hoa này, trong tâm an ổn, chẳng có sợ hãi. Văn thù sư lợi, đó gọi Bồ Tát, an trụ sơ pháp, hay ở đời sau, nói kinh Pháp Hoa. Giảng giải, nếu có tỳ kheo sau khi ta diệt độ, vào chỗ tu hành của Bồ Tát như thế, vào chỗ gần gũi của Bồ Tát, khi diễn nói kinh Pháp Hoa thì chẳng sợ hãi, cũng chẳng mong cầu gì cả. Đến chỗ vô cầu thì chẳng lo. Có khi Bồ Tát vào chỗ vắng vẻ, nghĩ nhớ đạo lý Phật Pháp chân chánh. Trước khi giảng kinh, ngồi yên một tiếng đồng hồ, để cho lắng động vọng tưởng tạp loạn, ở trong sự tỉnh lự ngộ ra đạo lý để giảng kinh thuyết pháp. Sau khi xuất định, thì vì các quốc vương, vương tử, đại thần, nhân dân hoặc bà la môn thảy, khai thị diễn nói diệu lý vô thượng trong kinh Pháp Hoa. Trong tâm bình ổn, an lạc, chẳng có sợ hãi. Văn thù sư lợi, ông nên biết, Bồ Tát này an trụ vào pháp môn sơ bộ. Tu hành như thế, thì tương lai vào thời mạt pháp, sẽ có thể diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Văn. Lại nữa, văn thù sư lợi, sau khi Như Lai diệt độ, ở trong đời mạt pháp, muốn nói kinh này, thì nên trụ vào an lạc hạnh. Nếu miệng diễn nói hoặc đọc tụng kinh này, thì đừng nên nói lỗi của người và lỗi của kinh điển. Cũng đừng khinh mạng các pháp sư khác. Đừng nói tốt xấu thị phi của kẻ khác. Đối với hàng thanh văn, cũng đừng gọi tên của họ, nói lỗi lầm của họ. Cũng đừng gọi tên khen ngợi tốt, cũng đừng sinh tâm oán hận. Vì khéo tu tâm an lạc như thế, các người đến nghe pháp chẳng nghịch ý của họ. Nếu họ có vấn nạn thì đừng dùng pháp tiểu thừa mà đáp, chỉ dùng pháp đại thừa để giải thích, khiến cho họ đắc được nhất thiết chủng trí. Giảng giải, Đức Phật lại gọi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, sau khi Như Lai diệt độ, ở đời mạt pháp muốn nói kinh này, thì nên trụ vào an lạc hạnh. Nếu miệng tuyên nói hoặc đọc tụng kinh này, thì đừng nói lỗi lầm của kẻ khác hoặc lỗi lầm của kinh điển. Cũng đừng khinh mạng kinh điển hoặc pháp sư khác. Như đối với pháp của pháp sư nói khởi tâm phân biệt, đây là thế này, kia là thế nọ. Cũng đừng nói thị phi về kẻ khác. Đối với hàng thanh văn, cũng đừng gọi thẳng tên của họ. Người Mỹ chẳng có phân biệt lớn nhỏ tôn ti, con mà cứ gọi thẳng tên của cha, đó là cử chỉ chẳng cung kính. Người tại gia không nên gọi thẳng pháp danh của người xuất gia, gọi pháp hiệu thì được. Như trong dạng Phật thành, pháp danh của người xuất gia là Quả, pháp hiệu là Hằng. Người tại gia có thể gọi pháp hiệu như thầy Hằng. Đối với người xuất gia còn chưa có thể gọi thẳng tên, hà huống đối với sư phụ càng không nên gọi thẳng tên của thầy. Nếu đệ tử gọi thẳng tôi là Độ Luân Pháp Sư hoặc Tuyên Hóa Pháp Sư thì đó là cử chỉ bất kính. Nếu như gọi thẳng là Độ Luân hoặc Tuyên Hóa thì là hành vi khi thầy diệt tổ. Giữa người xuất gia với người xuất gia cũng không thể gọi thẳng pháp danh họ. Có thể gọi pháp hiệu với nhau, chỉ có sư phụ được gọi pháp danh của đệ tử. Đối với pháp sư tiểu thừa, đừng gọi tên, nói lỗi của họ, cũng đừng khen ngợi họ. Nếu pháp sư chân chánh có đức hạnh, thì khen ngợi cũng chẳng sao. Chỉ đừng gọi tên của họ, lại đừng sinh tâm oán hận, hiềm khích. Nếu như bạn chẳng có các thứ mau bệnh ở trên, thì trong tâm chẳng có tham sân si, thì tự nhiên sẽ được an lạc. Đối với tất cả người đến nghe pháp, chẳng nghịch ý của họ mà quán căn cơ thí giáo. Nếu họ có vấn nạn thì chớ dùng pháp tiểu thừa để giải nói, khiến cho họ đắc được nhất thiết chủng trí. Kinh Văn. Bấy giờ
Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Bồ Tát thường thích an ổn nói pháp ở chỗ thanh tịnh mà thí dường tòa, dùng dầu thoa thân, tắm rửa bụi bặm, mặc y mới sạch, trong ngoài đều sạch, ngồi yên pháp tòa, tùy hỏi mà nói. Nếu có tỳ kheo và tỳ kheo ni, các cư sĩ nam và cư sĩ nữ, quốc vương vương tử, quần thần sĩ dân, dùng nghĩa phi diệu, vui vẻ mà nói. Nếu có vấn nạn, theo nghĩa mà đáp. Nhân duyên ví dụ, phân biệt diễn nói, nhờ phương tiện đó, khiến họ phát tâm, dần dần tăng ích vào trong Phật đạo, trừ tâm lười biếng và tưởng giải đãi, lìa các ưu não, từ tâm nói pháp. Giảng giải. Lúc đó, Đức Phật muốn thuật lại nghĩa ở trên vừa nói, bèn dùng kệ để nói: Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, thường muốn khiến cho chúng sinh an ổn đạo và an ổn quả, mà vì họ nói pháp, tức là vào nhà Như Lai. Ở nơi thanh tịnh thì dường tòa, tức là tòa Như Lai, dùng dầu thơm thoa thân, tức là mặc y Như Lai, rửa sạch tất cả bụi bặm, mặc y mới sạch, tức là mặc y Như Lai, trong ngoài đều thanh tịnh, bên trong chẳng có vọng tưởng, bên ngoài chẳng có bụi bặm, ngồi yên trên tòa Như Lai, tùy theo sự vấn nạn mà nói pháp. Nếu gặp tỳ kheo và tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, quốc vương, vương tử, đại thần và nhân dân, nên dùng nghĩa lý không thể nghĩ bàn, vui vẻ mà vì họ nói pháp. Nếu có sự vấn nạn thì tùy nghĩa lý đại thừa để trả lời, dùng các thứ nhân duyên và ví dụ để phân biệt diễn nói, dùng pháp phương tiện khiến cho họ phát tâm bồ đề và ngày càng tăng ích, thành tựu Phật đạo, trừ khử đi tâm lười biếng và mọi tư tưởng giải đãi, lìa tất cả ưu sầu phiền não, tâm từ bi vì chúng sinh nói pháp. Kinh văn. Ngày đêm thường nói đạo lý vô thượng, dùng các nhân duyên vô lượng ví dụ, khai thị chúng sinh khiến cho hoan hỷ. Y phục ngọa cụ, ẩm thực thuốc thang, hết thảy các thứ chẳng mong cầu gì, chỉ một lòng nhớ nhân duyên nói pháp, nguyện thành Phật đạo, khiến họ cũng thế. Đó là lợi lớn, an vui cúng dường. Giảng giải. Ngày đêm sáu thời vì chúng sinh nói pháp, dùng tâm từ bi giáo hóa chúng sinh, diễn nói đạo lý vô thượng trong Phật giáo. Chỉ sợ chúng sinh chẳng hiểu diệu lý, cho nên dùng đủ thứ nhân duyên, vô lượng thí dụ để khai thị, khiến cho đại chúng đều hoan hỷ. Đối với y phục, ngọa cụ, ẩm thực, thuốc men, các thứ vật chất chẳng mong cầu gì hết, chỉ một lòng nhớ vì chúng sinh tùy căn cơ nói pháp, nguyện thành Phật đạo, cũng khiến cho chúng sinh thành tựu Phật đạo. Nghĩ như thế mới là lợi lớn cho tất cả chúng sinh, cúng dường an lạc cho chúng sinh. Kinh văn. Sao ta diệt độ, nếu có tỳ kheo thường hay diễn nói kinh pháp hoa này, tâm chẳng sân hận, các não chướng ngại, cũng chẳng sầu lo, và người chửi mắng lại chẳng sợ hãi, thêm đau gậy thảy cũng chẳng đuổi ra, vì nhờ nhẫn nhục bậc trí như thế, khéo tu tâm mình thường trụ an lạc, như ta nói trên, công đức người đó ngàn vạn ức kiếp, toán số ví dụ chẳng nói hết được. Giảng giải. Sau khi Đức Phật diệt độ, nếu có tỳ kheo, tức là người xuất gia hành Bồ Tát đạo, thường hay diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, diễn nói pháp của kinh Pháp Hoa, tâm chẳng sân hận đố kỵ. Học Phật pháp tức là vì tìm kiếm chân tâm, tâm chẳng có đố kỵ sân hận, tức là lìa các phiền não, cũng chẳng chướng ngại. Chẳng những mình chẳng có chướng ngại,
mà đối với người khác cũng chẳng có chướng ngại. Nếu bạn trong ngoài đều chẳng có chướng ngại, thì dù người khác chướng ngại bạn, thì chướng ngại đó cũng chẳng làm gì được. Cũng chẳng có kẻ mắng chửi. Vì sao có người mắng chửi bạn? Vì bạn thường trách mắng kẻ khác, cho nên kẻ khác cũng mắng chửi bạn. Bạn không trách mắng kẻ khác thì chẳng có ai trách mắng bạn. Lại chẳng sợ hãi, thường ung dung, dù ép độc dược vẫn an nhàn. Nhị tổ thần quan, ngài bị người ta chém đầu, song ngài vẫn an nhiên bất động. Lúc đó nước trắng chảy ra, hoàng đế mới biết là giết lầm bậc thánh nhân, bèn xây dựng tháp thờ ngài để kỷ niệm, để tỏ lòng ăn năn hối cải. Cũng chẳng đuổi ra, mọi người cùng tụ lại một chỗ để tu hành, nên dung hợp lại cùng một chỗ, bằng không thì phân tán, cuối cùng sẽ đuổi đi. Nếu cùng nhau nhẫn nhục hòa hợp vui vẻ, thì chẳng chướng ngại kẻ khác. Dù người khác nổi giận gây sự, bạn cũng chẳng chấp trước, nhẫn được nhường nhịn được. Cũng chẳng đuổi ra vì nhờ nhẫn nhục, bậc trí như thế. Bậc có trí huệ sẽ không chấp trước việc nhỏ mà nóng giận. Họ khéo tu tâm mình, trụ vào hạnh an lạc, như đạo lý ở trên đã nói, tu hành Bồ Tát Đạo. Công đức của người đó trải qua ngàn vạn ức kiếp, toán số ví dụ, nói không hết được. Kinh văn. Lại nữa, văn thù sư lợi. Đại Bồ Tát ở đời mạt pháp sau này, khi pháp muốn diệt, thì người thọ trì đọc tụng kinh này, đừng ôm lòng đố kỵ xiểm nịnh, cũng đừng khinh khi mắng chửi người học Phật đạo, đừng nói thị phi. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, người cầu thanh văn, người cầu bích chi Phật, người cầu Bồ Tát đạo, đừng làm cho họ sinh phiền não, khiến cho họ nghi ngờ, nói với họ rằng các ngươi cách đạo rất xa, không khi nào đắc được nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì các ngươi là những người phóng dật, tu đạo thì giải đãi, lại cũng không nên hí luận các pháp, có sự tranh luận, nên khởi tâm đại bi đối với tất cả chúng sinh, với các đức Như Lai khởi nghĩ như đại sư, với các vị đại Bồ Tát trong mười phương, luôn thành tâm cung kính lễ lại. Giảng giải. Lại nữa, Bồ Tát Văn Thù và hết thảy đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, vào thời mạt pháp, khi pháp muốn đoạn diệt, thọ mạng của con người đến lúc 20 tuổi hoặc 30 tuổi, thì người hay thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, tâm đừng đố kỵ xiểm nịnh, đừng hiềm nghèo trọng giàu, cũng đừng tùy ý trách mắng người tu Phật đạo, đừng nói thị phi kẻ khác. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, người cầu thanh văn, người cầu bích chi Phật, người cầu Bồ Tát, không thể đắc tội với họ, khiến cho họ sinh phiền não, cho đến sinh tâm nghi ngờ và thối chuyển. Dĩ như nói với họ rằng, các người cách đạo rất xa, chẳng khi nào đắc được nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí là tục đế, chủng trí là chân đế, chẳng tục chẳng chân là trung đế. Vì sao? Vì ngươi là người phóng dật, tu đạo thì giải đãi, không thể khinh mạng đối với người mà nói ra lời như thế, lại không thể ở trong Phật Pháp sinh hí luận, có sự tranh luận, nên khởi tâm thương xót đối với chúng sinh, với tất cả chư Phật khởi nghĩ như cha lành, với các vị Bồ Tát khởi nghĩ như thầy tốt, với mười phương các vị Bồ Tát thường thành tâm cung kính lễ lạy. Kinh văn. Đối với tất cả chúng sinh, nên bình đẳng mà nói pháp, bởi cho thuận pháp, không nên nói nhiều, không nên nói ít, cho đến người ái mến pháp thâm sâu, cũng không vì họ mà nói nhiều. Văn thù sư lợi, đại Bồ Tát đó, ở đời mạt pháp sau này, lúc pháp muốn diệt, người thành tựu an lạc hạnh thứ ba,
khi nói kinh này thì không ai có thể não loạn, được người đồng học tốt cùng nhau đọc tụng kinh này, cũng được đại chúng đến nghe nhận, nghe rồi hay trì, trì rồi hay tụng, tụng rồi hay nói. Nói rồi thì sẽ biên chép hoặc khiến cho người biên chép cúng dường kinh quyển, cung kính tôn trọng khen ngợi. Giảng giải, đối với tất cả chúng sinh nên từ bi bình đẳng nói pháp, bởi do tùy thuận pháp, không nên vì chúng sinh nào đó cung kính thì nói pháp nhiều đối với chúng sinh đó, còn chúng sinh nào đó chưa thể cung kính thì nói pháp ít đối với chúng sinh đó. Cho đến người ưa mến pháp thâm sâu thì chẳng vì họ nói pháp nhiều. Giang Thù Sư Lợi, ông nên biết Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, ở đời sau khi chánh pháp diệt, có thể thành tựu an lạc hạnh thứ ba. Khi nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì tất cả Thiên Long Bát Bộ đều đến hộ pháp. Hơn nữa, vì trong đời quá khứ bạn chẳng gieo trồng nhân não loạn, cho nên hiện tại chẳng có chúng sinh đến làm não loạn, được bạn đồng học tốt cùng nhau đọc tụng kinh này, còn được đại chúng đồng đến nghe nhận. Nghe kinh rồi lại hay thọ trì, rồi có thể học thuộc lòng, rồi diễn nói biên chép kinh này. Nếu thỉnh người khác biên chép ấn tống kinh này, cúng dường lễ bái kinh này, phải cung kính tôn trọng khen ngợi chư Phật Như Lai, đều đến chứng minh kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu sinh một phần tâm cung kính thì có một phần cảm ứng, nếu sinh 10 phần tâm cung kính thì có 10 phần cảm ứng. Nên biết kinh này trải qua 100.000 vạn kiếp mới gặp được, nếu chẳng có căn lành lớn thì khó gặp nhân duyên thù thắng này để học tập Phật Pháp. Tín chúng đến Phật giáo giảng đường nghe kinh ngày càng đông. Bây giờ, e rằng Phật giáo giảng đường này chẳng đủ để sử dụng. Chúng ta hy vọng sớm có một giảng đường khác có thể dung chứa 400-500 người. Mọi người đều thành tâm đến tụng trì chú Đại Bi, tin rằng sẽ có cảm ứng không thể nghĩ bàn. Giống như chùa Phổ Tế ở núi Phổ Đà, Đại Hùng Bảo Điện xem có vẻ chẳng lớn mấy, song có khoảng 1.000 người vào trong đại điện cũng dung nạp được. Thậm chí có một vạn người thì đại điện này cũng dung nạp được. Dù 10 vạn người, điện này cũng có thể dung nạp. Có thể nói là một bảo điện không thể nghĩ bàn. Lần này chúng ta thành tâm niệm chú thì sẽ thành tựu một bảo đường. Bảo đường này có thể nhỏ cũng có thể lớn. Kinh văn: bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: nếu muốn nói kinh này, nên bỏ đố sân mạng, tâm xiểm nịnh tà ngụy, thường tu hạnh chất trực, chẳng khinh khi kẻ khác, cũng chẳng hí luận pháp, chẳng khiến họ nghi ngờ rằng ông không thành Phật. Bồ Tát đó nói pháp thường nhu hòa nhẫn nhục, từ bi với tất cả, chẳng sinh tâm giải đãi. Mười phương Đại Bồ Tát thương chúng nên hành đạo, nên sinh tâm cung kính, đó là thầy của ta. Với chư Phật Thế Tôn, nghĩ là cha vô thượng, phá được tâm kiêu mạn, nói pháp chẳng chướng ngại. Pháp thứ ba như thế, bậc trí nên một lòng, thủ hộ an lạc hạnh, vô lượng chúng cung kính. Giảng giải, lúc bấy giờ Phật Thích Ca muốn thuật lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, nếu muốn diễn nói kinh Pháp Hoa thì nên xả bỏ tâm đố kỵ, sân hận, kiêu mạn, xiểm nịnh, khi dối, tà ngụy, thường tu hạnh chất trực. Do đó có câu: trực tâm thị đạo tràng. Không khinh khi kẻ khác, cũng chẳng hí luận pháp, đừng khiến cho kẻ khác sinh tâm nghi ngờ đối với Phật Đạo. Không thể nói người tu hành giải đãi như vậy không khi nào có thể được thành Phật. Đại Bồ Tát nói pháp thường nhu hòa nhẫn nhục, tức là mặc y Như Lai, từ bi đối với tất cả chúng sinh,
tức là vào nhà Như Lai, siêng năng nói pháp, chẳng sinh tâm khinh mạng giải đãi. Mười phương Đại Bồ Tát vì thương xót chúng sinh nên hành Bồ Tát đạo. Chúng ta nên sinh tâm cung kính đối với Đại Bồ Tát trong mười phương, xem các ngài như là thầy tốt của mình. Đối với chư Phật Thế Tôn, nên sinh ý nghĩ là cha từ bi vô thượng, phá trừ được tâm kiêu ngạo ngã mạn thì nói pháp chẳng có chướng ngại. Đây là an lạc hạnh thứ ba. Bậc có trí huệ thì nên y theo pháp này mà tu hành, một lòng thủ hộ an lạc hạnh này. Vô lượng chúng sinh đều cung kính như Đại Bồ Tát tu hành này. Kinh văn. Lại nữa, gian thù sư lợi, Đại Bồ Tát vào đời sau này, khi pháp sắp diệt, có người nào trì kinh Pháp Hoa này, đối với người tại gia hoặc xuất gia, đều nên sinh tâm đại bi. Đối với những người chẳng phải Bồ Tát, cũng nên sinh tâm đại bi. Nên nghĩ như vậy. Người như thế tổn thất rất lớn. Đức Như Lai phương tiện tùy nghi nói pháp mà chẳng nghe, chẳng biết, chẳng hay, chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng hiểu. Giảng giải. Đức Phật lại gọi một tiếng: Gian thù sư lợi Bồ Tát. Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát hạnh. Trong tương lai, vào thời mạt pháp, khi pháp muốn diệt, có Bồ Tát thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đối với những người tại gia hoặc xuất gia, nên sinh tâm đại từ bi. Muốn khiến cho tất cả chúng sinh vui vẻ, đối với những người không tin Phật Pháp, thậm chí người quỷ bán Phật Pháp, đều nên sinh tâm đại bi. Bi hay cứu khổ, cứu những chúng sinh tạo tội, nên nghĩ như vậy. Người như thế tổn thất đi rất lớn. Đức Như Lai phương tiện tùy nghi, quán căn cơ thí giáo, vì họ nói pháp. Gặp người đại thừa thì nói pháp đại thừa, gặp người tiểu thừa thì nói pháp tiểu thừa. Do đó có câu: Phật dùng một âm diện nói pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu rõ. Những người đó tạo tội chẳng tin Phật Pháp, chẳng nghe, chẳng biết, chẳng hay, chẳng hiểu Phật Pháp, cũng chẳng hỏi, chẳng sinh niềm tin, lại chẳng cầu cứu kính giải thoát. Cho nên hạng người này tổn thất rất lớn. Kinh văn. Người đó tuy chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng hiểu kinh này, khi ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác, bất cứ ở đâu, ta cũng dùng thần thông và trí huệ dẫn dắt họ, khiến cho họ được trụ ở trong pháp này. Gian thù sư lợi. Đại Bồ Tát đó, sau khi Như Lai diệt độ, có ai thành tựu pháp thứ tư này, khi nói pháp này thì chẳng có lỗi lầm, thường được tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, quốc vương, vương tử, đại thần, nhân dân, bà la môn, cư sĩ thảy cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi. Chư thiên vì nghe pháp nên cũng thường theo hầu vị Bồ Tát đó. Nếu ở trong xóm làng, thành ấp, rừng vắng có người đến muốn vấn nạn, thì chư thiên ngày đêm thường vì pháp mà hộ vệ, khiến cho người nghe đều được hoan hỷ. Tại sao? Vì kinh này nhờ thần lực của tất cả chư Phật,
quá khứ, hiện tại, vị lai ủng hộ vậy. Giảng giải. Người đó tuy chẳng hỏi là chẳng tin, cũng chẳng hiểu diệu lý của kinh Pháp Hoa. Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo nói: ta phát nguyện, khi ta chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, bất cứ ở đâu, ta đều dùng thần thông và trí huệ để tiếp dẫn người chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng hiểu, khiến cho họ trụ ở trong diệu pháp. Giang Thù Sư Lợi. Vị Đại Bồ Tát đó, sau khi Phật diệt độ, thành tựu an lạc hạnh thứ tư, thì khi nói pháp chẳng có lỗi lầm, thường được tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, quốc vương, vương tử, đại thần, nhân dân, bà la môn và cư sĩ thầy cúng dường cung kính và tôn trọng khen ngợi. Chư thiên đều vì nghe pháp cho nên thường theo hầu vị Bồ Tát đó. Nếu ở trong xóm làng thành ấp rừng vắng có ai đến muốn thưa hỏi, thì chư thiên hộ pháp thiện thần vì bảo hộ Bồ Tát. Bồ Tát đó dùng diệu nghĩa đại thừa trả lời người hỏi, khiến cho tất cả người nghe đều được hoan hỷ. Vì sao? Vì kinh này nhờ thần lực của tất cả chư Phật, quá khứ, hiện tại và vị lai ủng hộ, cho nên tất cả khó khăn đều tiêu trừ. Kinh văn. Giang Thù Sư Lợi. Kinh Pháp Hoa này ở trong vô lượng cõi nước, cho đến tên kinh còn không thể nghe được, hà huống là được thấy, thọ trì, đọc tụng. Giang Thù Sư Lợi. Ví như chuyển luân thánh dương có sức mạnh, muốn dùng uy thế để hàng phục các nước, song các ông vua nhỏ chẳng thuận theo mệnh lệnh. Vua chuyển luân bèn đem các thứ binh đi chinh phục. Vua thấy binh chúng ai chiến đấu có công thì rất hoan hỷ, tùy theo công lao mà ban thưởng, hoặc ban cho ruộng đất, nhà cửa, xóm làng, thành ấp, hoặc ban cho quần áo, đồ nghiêm thân, hoặc ban cho các thứ châu báu, vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, voi ngựa, xe cộ, nô tỳ, nhân dân. Giảng giải. Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi. Có rất nhiều người trong vô lượng kiếp chẳng bao giờ được nghe tên kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hiện nay có phái Nhật Liên, tức Nhật Bản, chỉ tụng Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, song họ chẳng biết kinh văn, hà huống người được thấy thọ trì đọc tụng kinh này càng ít có. Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi. Ví như vua chuyển luân thánh dương sức mạnh, muốn dùng oai đức thế lực hàng phục các nước, mà các ông vua nhỏ chẳng thuận theo mệnh lệnh. Bấy giờ vua chuyển luân thánh dương bèn đem các thứ binh để đi chinh phục. Vua chuyển luân thánh dương thấy binh chúng ai chiến đấu có công thì sinh đại hoan hỷ, tùy theo công lao mà ban thưởng, hoặc dùng đất đai, nhà cửa, xóm làng, thành ấp, hoặc ban cho y phục, đồ nghiêm thân, hoặc ban cho các thứ châu báu, vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, voi ngựa, xe cộ, nô tỳ và nhân dân để ban thưởng. Vua chuyển luân thánh dương ban thưởng cho binh chúng ai có công, hoặc ban cho đất đai, nhà cửa. Đất đai dụ cho tam muội, tức là định; nhà cửa dụ cho trí huệ; xóm làng dụ cho quả vị sơ quả và nhị quả; thành dụ cho quả vị tam quả; ấp dụ cho quả vị tứ quả; y phục dụ cho nhẫn nhục; bảy báo, vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hộ phách dụ cho bảy giác chi, còn gọi là bảy cảnh giới phần; voi ngựa, xe cộ đều là biểu thị cho nhị thừa; nô tỳ biểu thị cho công dụng của thần thông; nhân dân dụ cho thiện pháp.
kinh văn. Chỉ có hạt minh châu trong búi tóc là không cho thôi. Tại sao? Vì chỉ có trên đỉnh của vua mới có hạt minh châu này. Nếu lấy đem cho thì các quyến thuộc của vua rất kinh ngạc. Giang Thù sơ lợi: Như Lai cũng lại như thế, nhờ sức thiền định trí huệ mà được cõi nước Pháp, là vua trong ba cõi mà các ma vương chẳng chịu thuận phục. Các hiền thánh của Như Lai cùng chiến đấu với ma, ai có công thì tâm cũng hoan hỷ, Phật cũng hoan hỷ vì bốn chúng mà nói các kinh, khiến cho họ được vui mừng, ban cho thiền định giải thoát, căn lực vô lậu các pháp tài, còn ban cho thành niết bàn, nói được diệt độ, dẫn đạo tâm ý, khiến cho chúng sinh đều hoan hỷ, mà chẳng vì họ nói kinh Pháp Hoa này. Giảng giải: Trong búi tóc của vua Chuyển Luân Thánh Vương có hạt minh châu quý giá, song không thể đem hạt minh châu ban thưởng cho tướng quân có công. Vì sao? Vì chỉ có trong búi tóc của vua Chuyển Luân Thánh Vương mới có bảo châu này. Nếu đem bảo châu thưởng cho tướng quân thì quyến thuộc của vua sẽ kinh ngạc. Đức Phật lại gọi một tiếng: Giang Thù Sư Lợi, nói: Như Lai cũng lại như thế, nhờ thiền định tam muội trí huệ không thể nghĩ bàn, được cõi nước vô thượng pháp, làm pháp vương trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Chỉ có các ma vương chẳng chịu thuận phục. Như Lai bèn sai các tướng hiền thánh chiến đấu với ma. Ai chiến đấu thắng lợi có công thì tâm bèn sinh hoan hỷ. Phật cũng hoan hỷ vì bốn chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, nói tất cả kinh điển, hoặc nói tam tạng giáo lý bát nhã, tức cũng là tạng thông, biệt, duyên, đốn, tiệm, mật, bất định, tám thứ giáo. Vì đại chúng nói tất cả các kinh, khiến cho chúng sinh hoan hỷ, hoặc ban cho thiền định giải thoát, căn lực vô lậu. Căn tức là năm căn, tính, tấn, niệm, định, huệ, khiến cho năm căn tăng trưởng, gọi là năm lực. Còn ban cho thành niết bàn, thành dùng để bảo vệ kẻ địch, thành niết bàn hay kháng cự ma vương phá hoại niết bàn. Nói được diệt độ, dẫn đạo tâm ý, khiến cho tất cả chúng sinh đều hoan hỷ. Giữ gìn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh này chính như hạt bảo châu quý giá trong búi tóc của vua Chuyển Luân Thánh Vương, không thể tùy tiện vì người khác nói. Kinh văn. Giang Thù Sư Lợi: Như vua Chuyển Luân thấy các binh chúng, ai có công lớn thì tâm rất hoan hỷ, bèn đem hạt châu khó tin này từ lâu để trong búi tóc, chẳng tùy tiện cho người mà nay đem cho. Như Lai cũng lại như thế, là đại pháp vương ở trong ba cõi, đem pháp giáo hóa tất cả chúng sinh, thấy quân hiền thánh với ma năm ấm, ma phiền não, ma chết đánh nhau, có công lượng diệt trừ ba độc, ra khỏi ba cõi, phá tan lưới ma. Bấy giờ Như Lai cũng rất hoan hỷ. Kinh Pháp Hoa này hay khiến cho chúng sinh định nhất thiết trí. Tất cả thế gian nhiều oán khó tin kinh này, trước kia chưa từng nói mà nay nói ra. Giảng giải. Đức Phật lại gọi một tiếng: Giang Thù Sư Lợi, như vua Chuyển Luân Thánh Vương thấy binh chúng trong quân đội ai lập công lớn thì tâm rất hoan hỷ, bèn đem hạt bảo châu khó tin này từ lâu cất giấu ở trong búi tóc lấy đem cho. Đức Như Lai cũng lại như thế, làm đại pháp vương ở trong ba cõi, đem diệu pháp vô thượng giáo hóa tất cả chúng sinh. Thấy quân hiền thánh, thấy sơ quả, nhị quả, tam quả,
và tứ quả A-la-hán, hoặc nhị thừa duyên giác quân hiền thánh, đánh với ma năm ấm, sắc thọ tưởng hành thức. Mỗi người cùng đánh với ma năm ấm, ma phiền não, ma chết. Đánh thắng những thứ ma này, trừ được tham sân si ba độc, thì vượt ra khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, phá được lưới ma. Lúc đó, Như Lai thấy người tu nhị thừa hoặc đại thừa có sở thành tựu thì rất hoan hỷ. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này hay khiến cho chúng sinh đạt đến bậc nhất thiết dụng trí. Tất cả người thế gian nhiều oán khó tin kinh này. Hơn 40 năm trước kia, Như Lai chưa từng nói diệu pháp này. Nay vì đại chúng nói diệu pháp thâm sâu vô thượng này. Kinh Văn. Văn Thù Sư Lợi, Kinh Pháp Hoa này là lời nói bậc nhất của các đức Như Lai. Ở trong các kinh thì kinh này là thâm sâu nhất, chưa từng ban cho. Như vua chuyển luân sức mạnh kia, từ lâu giữ hạt Minh Châu, nay mới đem ra cho. Văn Thù Sư Lợi, Kinh Pháp Hoa này là tạng bí mật của chư Phật Như Lai. Ở trong các kinh thì kinh này là trên hơn hết. Giữ gìn từ lâu chưa hề tuyên nói, cho đến hôm nay mới nói ra cho các ông nghe. Giảng giải. Đức Phật lại nói với Bồ Tát Văn Thù: Kinh Pháp Hoa này là lời nói bậc nhất của chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai, là diệu pháp thâm sâu vô thượng ở trong tất cả các kinh điển. Cuối cùng ban cho tất cả chúng sinh, Như Vua chuyển luân Thánh Dương sức mạnh giữ gìn Minh Châu ở trong búi tóc. Do người này lập được công lớn nên mới đem ra cho. Văn Thù Sư Lợi, Kinh Pháp Hoa này mới là pháp bất truyền của tất cả chư Phật mười phương ba đời. Đứng đầu ở trong các kinh, từ lâu bảo hộ giữ gìn, không thể tùy tiện nói với mọi người. Do đó, hôm nay mới vì đại chúng diện nói kinh này, cho nên phải trân tiếc Kinh Pháp Hoa này. Đừng bao giờ xem thường. Kinh Văn. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Thường thực hành nhẫn nhục, thương xót hết tất cả, mới nên nói kinh này. Kinh này được Phật khen. Ai trì tụng kinh này đối với tại xuất gia và chẳng phải Bồ Tát, nên sinh lòng từ bi. Những người nào chẳng nghe, cũng chẳng tin kinh này, tức tổn thất rất lớn. Khi ta được Phật đạo, sẽ dùng các phương tiện vì họ nói pháp này, khiến họ trụ pháp này. Giảng giải. Sau khi Đức Phật nói xong kinh Trường Hàng, bèn dùng kệ để nói rõ nghĩa lý bên trong. Bồ Tát tu hành lục độ vạn hạnh thì nên luôn luôn thực hành hành nhẫn nhục, nhẫn nhịn những việc mà người khác không nhìn được. Thương xót tất cả chúng sinh mới có thể diện nói kinh này. Kinh này là kinh được tất cả mười phương chư Phật ba đời khen ngợi. Vào thời mạt pháp sau này, ai trì tụng kinh này thì bất luận đối với người tại gia, xuất gia và chẳng phải Bồ Tát, đều nên sinh tâm từ bi, khiến cho họ lìa khổ được vui. Những ai chẳng nghe, chẳng tin kinh Pháp Hoa này, thật là tổn thất rất lớn, vì chẳng tin kinh này thì không thể thành Phật. Tương lai khi ta được thành Phật đạo thì sẽ dùng sức thiền định, sức trí huệ và các thứ phương tiện để vì họ nói kinh này, khiến cho tất cả chúng sinh được đượm nhuần pháp vũ, trụ ở trong pháp này. Kinh Văn. Ví như vua chuyển luân có sức lực mạnh mẽ, thấy lính đánh có công, ban thượng các báo vật, voi ngựa các xe cộ,
và đồ dùng nghiêm thân, cùng đất đai nhà cửa, xóm làng và thành ấp. Hoặc ban cho y phục, đủ thứ đồ quý báu, nô tỳ và của cải, đều hoan hỷ ban cho. Như có tướng tài giỏi, làm được các việc khó, vua lấy hạt minh châu trong búi tóc đem tặng. Giảng giải: ví như có vua chuyển luân thánh vương có uy đức lớn, trên thế gian có kim luân vương, ngân luân vương, đồng luân vương và thiết luân vương. Kim luân vương cai trị 4 đại bồ châu, tức đông thắng thần châu, nam thiệm bồ châu, tây ngưu quá châu, bắc câu lưu châu. Ngân luân vương cai trị 3 đại bộ châu, tức đông thắng thần châu, nam thiệm bộ châu, tây ngưu quá châu. Đồng luân vương cai trị 2 châu, tức đông thắng thần châu, nam thiệm bộ châu. Thiết luân vương chỉ cai trị 1 châu. Vua chuyển luân thánh vương có 7 báo hiếm có ở trong thế gian, binh lính chiến đấu có công được ban thưởng, voi ngựa xe cộ dụ cho nhị thừa, đồ nghiêm thân dụ cho pháp môn tu thân, đất đai nhà cửa, đất đai dụ cho sức tam muội, nhà cửa dụ cho sức trí huệ, xóm làng dụ cho tam quả và tứ quả a la hán, y phục dụ cho pháp môn nhẫn nhục, các thứ đồ quý báu tức là vàng bạc lưu ly, sa cừ mã não, san hô hồ phách, nô tỳ dụ cho thần thông. Trong Phật pháp, ai vận dụng thần thông thì như là nô tỳ. Những vật ở trên đều hoan hỷ ban cho. Như có tướng tài giỏi, làm được việc khó làm. Nếu như có vị tướng tài giỏi, anh dũng đối địch, đánh đầu thẳng đó, làm được việc khó mà người khác không làm được, thì lúc đó vua chuyển luân thánh vương mới lấy hạt bảo châu ở trong búi tóc đem ra tặng cho tướng quân tài giỏi. Phật dùng chẳng nói bộ kinh Pháp Hoa này. Bây giờ thời cơ chín mùi, cho nên mới nói bộ kinh này. Kinh văn: Như Lai cũng như thế, là vua của các pháp, có sức nhẫn nhục lớn và bảo tàng trí huệ, dùng sức đại từ bi theo pháp giáo hóa đời, thì tất cả mọi người chịu các sự khổ não, muốn cầu được giải thoát chiến đấu với lũ ma, vì những chúng sinh đó nói ra đủ thứ pháp, dùng sức đại phương tiện diễn nói các kinh này. Khi đã biết chúng sinh đắc được các lực rồi, cuối cùng mới vì nói kinh diệu Pháp Hoa này. Như vua mở búi tóc ban tặng hạt minh châu, kinh này rất tôn quý trên hết trong các kinh, ta thường luôn gìn giữ, chẳng tùy tiện nói ra. Này đúng là phải thời vì các ông mà nói. Giảng giải: Đức Phật cũng như vua chuyển luân thánh vương, Phật là vua của các pháp, là đấng pháp vương, đắc được pháp diệu dụng tự tại vô ngại, có sức nhẫn nhục lớn, có uy đức lớn, có bảo tạng đại trí huệ, dùng sức đại từ bi, từ hay ban vui, bi hay cứu khổ, theo pháp giáo hóa đời, y theo pháp giáo hóa tất cả chúng sinh, quán căn cơ mà thị giáo, đáng dùng thân Phật độ được thì hiện thân Phật mà vì họ nói pháp, đáng dùng thân Bồ Tát được độ thì hiện thân Bồ Tát mà vì họ thuyết pháp. Phật là vì người nói pháp, theo bệnh cho thuốc. Ví như người thích ăn ngon thì nói về ăn, song những gì nói ra là thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn. Người xuất gia ngày ăn một bữa đều lấy pháp làm món ăn. Thấy tất cả mọi người, đối với tài sắc danh thực thùy năm dục có sự chấp trước thì lo được lo mất,
chịu các sự khổ não, muốn cầu được giải thoát. Chịu tất cả sự khổ não, muốn cầu giải thoát, thì phải chiến đấu với lũ ma. Nào là ma phiền não, ma ngủ ấm, ma nghiệp chướng, ma ngu si, ma tâm tham, ma tâm sân, ma tâm si, ma tâm kiêu mạn, ma tâm nghi ngờ tác chiến, điều phục các ma chướng. Phật vì chúng sinh chấp trước ma mà nói các thứ pháp, dùng đại phương tiện như Bồ Tát Địa Tạng, vì độ chúng sinh mà vào địa ngục, để vì chúng sinh nói pháp. Ngài nói: ta chẳng vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Tinh thần như vậy thật là vĩ đại. Nói ra các kinh này, nói kinh Phương Đẳng, kinh Bát Nhã, vân vân, khi đã biết chúng sinh đắc được các lực rồi, cuối cùng mới vì nói kinh Pháp Hoa. Đây cũng giống như vua chuyển Luân Thánh Vương mở búi tóc lấy hạt minh châu ra, ban tặng cho tướng quân có công lớn. Kinh này rất tôn quý. Kinh này là kinh chí tôn chí quý, đứng đầu trong các kinh, là vua trong các kinh. Ta thường giữ gìn luôn. Phật luôn luôn giữ gìn kinh này, chẳng tùy tiện nói ra. Này đúng là phải thời vì các ông mà nói. Bây giờ nên vì đại chúng mà nói ra kinh này. Hiện tại cũng có người nói kinh Lăng Nghiêm là kinh giả tạo, chẳng phải Phật nói ra. Nếu ai nhận lầm mắt cá là hạt châu thì chẳng biết thật giả, lấy thật làm giả, cuối cùng chẳng thấy được chỗ diệu ở trong kinh. Hội Phật giáo chúng ta trước hết giảng về kinh Lăng Nghiêm, sau đó giảng kinh Pháp Hoa, kế tiếp sẽ giảng kinh Hoa Nghiêm. Ba bộ kinh này ai ai cũng phải đọc tụng. Tất cả do tâm tạo, nghe kinh, nghe pháp mà có sự bổ ích, tức là chân kinh. Kinh điển mà chúng ta giảng đều là kinh điển thượng thừa, chân thật. Kinh văn: sau khi ta diệt độ, ai mong cầu Phật đạo, muốn được sự an ổn, nên diện nói kinh này, và phải nên gần gũi bốn pháp như đã nói. Ai đọc tụng kinh này thường chẳng có ưu não, nhan sắc rất tươi thắm, chẳng sinh nhà bần cùng, chẳng làm kẻ nô tỳ, chúng sinh đều ưa thấy, như kính mộ hiền thánh, chư thiên các đồng tử. Cũng nghe sự sai khiến, đao gậy chẳng hại được, độc cũng không thể hại. Nếu người ác mắng chửi thì miệng chẳng mở đặng. Du hành chẳng sợ sệt, như loài sư tử chúa. Trí huệ quang chiếu sáng, như mặt trời chiếu khắp. Giảng giải: sau khi Phật vào Niết Bàn, Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, muốn được an ổn thì giải nói kinh này. Nên thực hành thân an lạc hạnh, khẩu an lạc hạnh, ý an lạc hạnh, nguyện an lạc hạnh, bốn pháp. Người đọc tụng kinh này thì thường chẳng có ưu não, chẳng có các bệnh khổ, cho nên người đó sắc mặt tươi sáng. Thấy người đó hồng quang đầy mặt thì sẽ biết họ trí huệ sung mãn, cho nên hiện khí cát tường. Chẳng sinh nhà bần cùng, chẳng làm nô tỳ ti tiện, bị người sai khiến, còn tướng mạo thì tròn trịa. Chúng sinh ưa thấy như kính mộ hiền thánh, cho đến các đồng tử trên trời cũng nghe bạn sai khiến. Đao gậy cũng chẳng hại được thân họ, độc dược cũng chẳng hại đặng. Nếu ai muốn mắng chửi bạn thì miệng người đó chẳng mở ra được. Du hành thì chẳng sợ hãi gì cả, như chúa loài sư tử. Trí huệ quang chiếu khắp pháp giới, như mặt trời chiếu soi. Kinh văn: nếu như ở trong mộng chỉ thấy những việc tốt, thấy các đức Như Lai ngồi trên tòa sư tử, các đại chúng tỳ kheo
vây quanh diện nói pháp, lại thấy các rồng thần và A-tu-la thảy nhiều như các sông Hằng đều cung kính chắp tay, tự thấy chính thân mình vì chúng sinh nói pháp. Lại thấy các đức Phật thân tướng sắc vàng tía, phóng vô lượng quang minh chiếu khắp hết tất cả, dùng phạm âm thanh tịnh diễn nói thầy các pháp. Phật lại vì bốn chúng nói diệu pháp vô lượng, thấy đều thấy thân mình chắp tay khen ngợi Phật, nghe pháp đều hoan hỷ mà dùng để cúng dường, đắc được Đà La Ni, chứng được trí bất thoái. Phật biết tâm người ấy vào sâu nơi Phật đạo, tức là được thọ ký thành chánh đẳng chánh giác. Các ông thiện nam tử sẽ ở đời vị lai được vô lượng trí huệ, được thành tựu Phật đạo. Cõi nước rất nghiêm tịnh, rộng lớn chẳng sánh được, cũng có đủ bốn chúng đều chắp tay nghe pháp. Lại thấy chính thân mình ở trong nơi núi rừng, tu tập các pháp lành, chứng được các thật tướng, vào sâu nơi thiền định, thấy chư Phật mười phương. Giảng giải: nếu ở trong giấc mộng cũng thấy cảnh giới cát tường, thấy chư Phật ngồi trên tòa sư tử nói pháp, lại thấy trời rồng A-tu-la thấy tám bộ nhiều như số cát sông Hằng đều cung kính chắp tay, tự thấy thân mình vì tất cả chúng sinh nói pháp, lại thấy chư Phật thân hiện màu vàng tía, phóng ra vô lượng quang minh chiếu khắp tất cả, dùng phạm âm thanh tịnh diện nói các pháp. Âm thanh của người nói pháp cũng rất quan trọng, phải thanh tịnh rõ ràng. Đó là do quả báo thuở xưa tu vô thượng căn mà đắc được quả báo. Phật vì bốn chúng mà nói các pháp vô thượng, người đều thấy thân mình chắp tay khen ngợi Phật nói pháp. Người nhiều căn lành thì đều nằm mộng như thế, nghe pháp hoan hỷ để cúng dường Phật, đắc được pháp môn tổng trì, tổng tất cả các pháp, trì vô lượng nghĩa, chứng được trí huệ bất thoái. Phật biết tâm của người ấy vào sâu trong Phật đạo, tức là thọ ký thành chánh đẳng chánh giác. Các ông thiện nam tử ở trong đời vị lai sau này sẽ được vô lượng trí huệ, được thành Phật đạo. Cõi nước nghiêm tịnh rộng lớn chẳng gì sánh bằng. Cũng có tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, bốn chúng chắp tay để nghe pháp. Lại thấy thân mình ở trong núi rừng thanh vắng, tu tập thiền định chứng được cảnh giới thật tướng diệu hữu, tức là cảnh giới hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Ở trong thiền định thấy mười phương chư Phật nghe kinh, nghe pháp. Kinh văn: chư Phật thân sắc vàng, tướng trăm phước trang nghiêm, nghe pháp vì người nói, thường có mộng tốt đó. Lại mộng làm pháp vương, bỏ cung điện quyến thuộc và năm dục thượng diệu, đi thẳng đến đạo tràng. Ở dưới cội bồ đề, ngồi trên tòa sư tử, cầu đạo quá bảy ngày, đắc được trí chư Phật, thành vô thượng đạo rồi, bèn chuyển bánh xe pháp, vì bốn chúng nói pháp, qua ngàn vạn ức kiếp. Nói diệu pháp vô lậu, độ vô lượng chúng sinh, sau sẽ vào niết bàn, như củi hết lửa tắt. Nếu đời ác sau này, nói pháp bậc nhất này, người đó được lợi lớn như công đức ở trên. Giảng giải: người đó ở trong mộng thấy Phật phóng kim quang, 32 tướng và 80 vẻ đẹp, di diệu thanh tịnh trang nghiêm.
ở trước chư Phật nghe pháp và vì người nói pháp, thường được những giấc mộng tốt như thế. Lại mộng thấy mình làm vua, xả bỏ tam cung lục diện thê thiếp, tài sắc danh thực thùy và sắc thanh hương vị xúc. Đi đến đạo tràng, ngồi trên tòa sư tử dưới cội bồ đề, cầu đạo quá 7 ngày, thì được trí của chư Phật thành vô thượng đạo. 8 tướng thành đạo, chuyển đại pháp luân. Vì tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, 4 chúng mà nói pháp. Trong mộng qua ngàn vạn ức kiếp, nói diệu pháp vô lậu, độ vô lượng chúng sinh, sau sẽ vào niết bàn, như củi hết lửa tắt. Nếu trong đời ác tương lai, ai nói kinh pháp qua này, thì người đó sẽ được lợi ích rất lớn. Hết tập 3. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.